Ngọc bảo gì đây em? Chúng ta đợi một chút cho tất cả các bạn vào nhé, chúng ta bắt đầu nhé. Rồi, chúng ta được 43 bạn rồi. Ta đợi đến 13:35 nhé, là đợi 5 phút để các bạn vào, xong ta bắt đầu. Giờ chúng ta có đủ đâu rồi, chúng ta bắt đầu nha. Bữa hôm trước thầy đã giảng cho các bạn đến cái bài 1.6 của chương 1 là hồ quang điện và phương pháp dập tắt hồ quang. Chúng ta đã giải quyết xong cái mục một khái niệm chung và mục hai cái phần hồ quang điện một chiều. Đó, phần hồ quang điện một chiều chúng ta đã đưa ra được cái phần đặc tính vô lan pe của hồ quang điện một chiều. Đó, từ đặc tính vô lan pe chúng ta phân tích các cái nguyên nhân gây có thể các biện pháp để chúng ta có thể dập tắt hồ quang điện một chiều, cũng như là đưa ra được cái ba cái sơ đồ dùng để khắc phục cái nhược điểm lớn nhất của hồ quang điện một chiều, đó chính là năng lượng tích lũy trong cột cảm ảnh hưởng đến quá trình dập tắt hồ quang.
Hôm nay chúng ta nghiên cứu tiếp cái phần nội dung của cái bài 1.6, đó là chúng ta tìm hiểu sang cái phần thứ ba, đó là hồ quang điện xoay chiều. Đó ạ. Thì phần hồ quang điện xoay chiều này chúng ta có 3 ý. Đó ạ. Phần thứ nhất là chúng ta xem xét cái đặc điểm của hồ quang điện xoay chiều, và thứ hai là chúng ta xem xét các cái điều kiện để dập tắt hồ quang hay là quá trình phục hồi đồ điện và phục hồi điện áp. Và cái phần thứ ba là chúng ta xét đến cái đặc điểm dập tắt hồ quang điện ba loại tải của hồ quang điện xoay chiều. À, chúng ta vào phần thứ nhất của cái phần hồ quang điện xoay chiều, đó là đặc điểm của hồ quang điện xoay chiều. Cái điểm đầu tiên của hồ quang điện xoay chiều là hồ quang điện xoay chiều được gây ra bởi cái nguồn điện áp và nguồn dòng điện xoay chiều. Do vậy mà cái dòng điện và điện áp của phần hồ quang ấy thì nó biến thiên theo tính chất của nguồn, là tính chất nguồn xoay chiều, biến thiên theo quy luật hình sin. Đặc trưng thứ hai nữa đó là cái điện trở của hồ quang điện xoay chiều ấy, đó là cái phần mà đánh thủng mà sinh ra hồ quang ấy, thì nó là điện trở phi tuyến. Do vậy quá trình biến thiên của cái dòng điện điện áp hồ quang được theo được đặc tính hình A. Đó, các bạn có thể quan sát trên cái bao vôi này, đúng không ạ? Đó là chúng ta có cái điện áp hồ quang, đúng không ạ? Biến đổi theo cái điện áp nguồn, đúng không ạ? Điện áp nguồn đây tôi không vẽ gắn vào nhưng chúng ta có thể nhìn thấy nó biến đổi theo điện áp nguồn hình sin này, đúng không ạ? Đây là biến đổi, đây là điện áp nguồn hình sin này. Thì cái điện áp hồ quang nó biến đổi, nó tăng dần đến giá trị điện áp cháy này, đúng không ạ? Khi tăng đến thời điểm cháy này thì hồ quang nó chưa cháy, bắt đầu cháy được như này, đúng không ạ? Nó cháy hoàn toàn ở thời điểm này. Và khi cháy hoàn toàn đến thời điểm này thì điện áp hồ quang sẽ suy giảm và duy trì ở một giá trị không đổi, đúng không ạ? Trong khoảng giữa chu kỳ của lửa chu kỳ đầu tiên, đúng không ạ? Đến gần thời điểm cuối của lửa chu kỳ đầu tiên ấy, thì điện áp hồ quang lại tăng lên, đúng không ạ? Sau đó thì giảm dần theo đúng cái đường đặc tính điện áp nguồn về không, đúng không ạ? Còn dòng điện hồ quang thì tăng theo quy luật hình sin, đúng không ạ? Tức là đầu chu kỳ giá trị nhỏ, sau đó đạt giá trị cực đại tại thời điểm OVAT bằng pi, đúng không ạ? Omega pi bằng pi trên 2, đúng không ạ? Và sau đó thì đến nửa chu kỳ sau thì dòng điện giảm dần về bằng không, đúng không ạ? Dòng điện giảm dần về bằng không. Nếu hồ quang mà cháy ổn định ấy, thì hồ quang sẽ cháy lặp lại ở nửa chu kỳ sau, đúng không ạ? Nửa chu kỳ sau các bạn thấy là cái quá trình tăng dòng của áp và áp ấy nó cũng biến đổi y như được cái nửa chu kỳ đầu. Đó là điện áp hồ quang cũng tăng dần lên đạt thời điểm cháy, sau đó thì nó giảm và duy trì giá trị không đổi, sau đó lại tăng lên đến cái giá trị đó ạ. Tắt sau đó thì lại giảm về, dòng cũng biến thiên như vậy. Như vậy là nếu hồ quang mà cháy lặp lại thì quá trình biến đổi lửa chu kỳ dương sẽ lặp lại ở lửa chu kỳ âm hoàn toàn giống nhau, đó ạ. Vậy thì vấn đề lớn nhất của việc hồ quang có cháy lặp lại lửa chu kỳ sau hay không ấy, nằm ở cái thời điểm cả dòng và áp hồ quang cùng về bằng không này, đó ạ. Thời điểm omega t bằng pi này, đây là không nhá, có hai, đây là pi nhá, đây là hai pi. Thì tại thời điểm omega t bằng pi này, cái thời điểm cả dòng và áp về bằng không này, là thời điểm mà hồ quang không có dòng, đó ạ, hồ quang không có dòng. Và lúc này thì cái dòng điện hồ quang ở đây nó không biến đổi theo quy luật hình sin nữa. Theo quy luật hình sin là chúng ta thấy có dòng điện nó xuyên qua đây này, đó ạ, nó xuyên qua cái điểm không này. Nhưng thực tế thì ta thấy là cái dòng thực tế nó ở hình C này, dòng thực tế hình C nó là cái thời điểm gần về dòng bằng không này, đó ạ. Và thời điểm sau của lửa chu kỳ sau này, thực tế cái dòng nó đã về bằng không rồi, chứ nó không theo cái đường đen liền ở đây nữa. Các bạn nhìn sang cái hình C các bạn thấy đây. Đây đáng lẽ là bình thường nếu theo quy luật hình sin thì nó là cái vết đứt này. Nhưng mà thực tế thì người ta thấy rằng là ngay cái thời điểm mà omega t bằng pi này là dòng nó gần như về bằng không. Đúng không ạ? Thì người ta gọi cái khoảng thời gian này cỡ micro giây được gọi là khoảng thời gian không dòng của hồ quang. Và cái thời gian và cái thời điểm mà omega tiếp xỉ bằng pi này, cái thời điểm này thì ở trong hồ quang nó xảy ra quá trình phản ion rất là mạnh. Đúng không ạ? Phản ion rất là mạnh. Và quá trình phản ion thì là ngăn không cho điện tích xuất hiện. Hay được gọi là quá trình phản ion chính là quá trình mà làm cho điện tích biến mất, và nó là một trong những yếu tố thúc đẩy quá trình hồ quang tắt. Do vậy mà thời điểm OMT bằng pi này là có thời điểm mà quá trình phản ion rất mạnh, tức là thời điểm thuận lợi nhất để chúng ta có thể dập tắt hồ quang, thuận lợi nhất để dập tắt hồ quang. Do vậy nếu hồ quang mà được dập tắt ở thời điểm này thì chúng ta sẽ không có lửa chu kỳ sau nữa. Đúng. Còn nếu hồ quang mà không được dập tắt ở cái thời điểm này ấy, thì hồ quang sẽ lặp lại lửa chu kỳ sau. Đúng không ạ? Vậy thì yếu tố nào, thông số nào ảnh hưởng đến cái việc là hồ quang bị dập tắt hay là hồ quang cháy lặp lại ở thời điểm omega t bằng pi này, đúng không ạ? Thì để xem xét rõ cái phần đó thì chúng ta sang cái phục vụ chấm 2. Chúng ta xem xét cái quá trình phục hồi độ bền điện và phục hồi điện áp, đúng không ạ? Ở thời điểm mà cái dòng điện hồ quang về bằng không, đúng không ạ? Ở dòng điện bằng không. Thì để xem xét quá trình đó thì chúng ta xét, đúng không ạ? Chúng ta xét cái hồ quang như sau. Đúng không ạ?
Trước cái chat này các bạn, tôi vẽ cái tiếp điểm lại nhé. Tôi vẽ lại tiếp điểm cho các bạn hình dung nhé. Đây chúng ta là tiếp điểm này. Đây chúng ta có tiếp điểm tĩnh này. Đúng không ạ? Ở đây chúng ta có tiếp điểm động này. Tiếp điểm động này. Đúng không ạ? Thì tiếp điểm động của chúng ta là tiếp điểm có thể chuyển động được này. Quay lại này. Đúng không ạ? Thì chúng ta xét ở thời điểm có dòng hồ quang này, là có dòng hồ quang nó đi qua đây, đánh thủng khe khí. Đây là có dòng hồ quang nhé. Vậy thì khi hồ quang tắt thì đồng nghĩa với việc là không còn dòng hồ quang nữa, biến mất. Đúng không ạ? Vậy thì khi không còn dòng hồ quang nữa thì đồng nghĩa với việc là ở hai điện cực này, lúc này không còn dòng nữa. Thì lúc trước có dòng ấy, thì giữa hai điện cực này thì được coi là dẫn điện. Được coi là dẫn điện, đây là coi là dẫn điện. Và dẫn điện thì điện áp đặt lên nó thì coi là rất nhỏ, không xét đến điện áp nữa. Nhưng bây giờ khi mà nó hồ quang, dòng điện hồ quang bằng không thì coi như hồ quang ở đây không còn nữa. Hồ quang ở đây không còn nữa thì tương đương với việc chúng ta sẽ phải đặt một cái điện áp vào đây. Đó ạ, đặt một điện áp vào đây. Thì cái điện áp đặt vào đây người ta gọi là điện áp phục hồi. Đó, điện áp phục hồi. Một vấn đề thứ hai này, lúc trước cái thời điểm mà khi có cái dòng hồ quang này, có cái dòng hồ quang này, đúng không ạ? Có cái dòng hồ quang xuyên qua đây này, đúng không ạ? Mà yêu hồ quang khác không ấy, nó yêu hồ quang không thì cái khe khí ở đây được coi là bị đánh thủng rồi. Nó khe khí đang từ cách điện nó chuyển thành dẫn điện rồi, bởi vì có hồ quang này thành dẫn điện. Nhưng mà khi mà hồ quang được dập tắt, hồ quang bằng không ấy, thì khe khí lại phục hồi tính chất cách điện, đúng không ạ? Khe khí lại phục hồi tính chất cách điện. Thì để đặc trưng cho khả năng phục hồi tính chất cách điện ấy, thì ở trong vật liệu người ta đưa ra chúng ta khái niệm đó là điện áp gì ạ? Điện áp gì ạ? Đúng không ạ? Điện áp gì ạ? Độ bền điện, người ta gọi là độ bền điện, hay là gọi là điện áp cách điện, đúng không ạ? Như vậy tại thời điểm mà dòng điện hồ quang bằng không thì ở đây nó xảy ra hai quá trình. Quá trình thứ nhất là vì hồ quang tắt, do vậy ở trên hai điện cực của tiếp điểm ấy sẽ xuất hiện quá trình phục hồi cái điện áp đặt cho hai điện cực. Đồng thời ở cái khe khí do lúc trước bị đánh thủng, nó không có khả năng cách điện nữa rồi. Bây giờ hồ quang về bằng không thì nó lại phục hồi tính chất cách điện. Đúng không ạ? Phục hồi tính chất cách điện. Và sự tranh chấp giữa hai cái yếu tố dẫn điện và yếu tố cách điện ấy, nó sẽ quyết định xem là hồ quang có cháy đập lại hay là hồ quang sẽ tắt. Đúng không ạ? Vậy thì định nghĩa của hai cái quá trình phục hồi điện áp và phục hồi bộ bền điện nó như thế nào? Thì quá trình phục hồi đồ bền điện ấy, được ký hiệu là UCT ấy, nó được đặc trưng cho quá trình phản ion rất là mãnh liệt ở khu vực hồ quang. Đúng không ạ? Quá trình phản ion này sẽ hồi phục tính chất cách điện và làm mất dần tính chất dẫn điện của cái khe khí. Đúng không ạ? Tức là làm cho cái tính chất cách điện của cái khe khí nó tốt lên. Đúng không ạ? Và quá trình phục hồi đồ bền điện này thông thường nó sẽ có một cái giá trị phục hồi UCT 0 cố định ngay tại thời điểm hồ quang tắt. Sau đó thì cái đặc tính UCT nó sẽ tăng dần phụ thuộc vào cái điều kiện dập tắt hồ quang và trang bị dập tắt hồ quang. Đúng không ạ? Và thông thường thì quá trình biến đổi của UCT sau thời điểm y hồ quang bằng 0 này. Đó, sau thời điểm y hồ quang bằng 0 này là thông thường là nó sẽ biến đổi tuyến tính theo thời gian, tức là nó biến đổi theo đường thẳng. Đúng không ạ? Đấy là quá trình phục hồi tính chất cách điện cho khe khí. Quá trình thứ hai ngược lại là quá trình phục hồi điện áp. Đúng không ạ? Ký hiệu là UPH. Đúng không ạ? Là quá trình thành lập điện áp giữa hai cái điện cực của tiếp điểm kể từ khi hồ quang tắt cho đến khi mà cái giá trị điện áp giữa hai điện cực đạt đến cái giá trị điện áp nguồn. Đó, giá trị điện áp nguồn. Như vậy là quá trình thứ nhất UCT đặc trưng cho khả năng cách điện của điện môn. Đúng không ạ? Hay là gọi là đặc trưng cho khả năng cách điện của khe khí. Đúng không ạ? Còn quá trình thứ hai là quá trình áp đặt điện áp lên khe khí đó. Đó, và khi anh áp đặt điện áp lên khe khí đó thì đồng nghĩa với việc là khe khí có thể bị đánh thủng. Nếu cái điện áp áp đặt lên khe khí lớn hơn khả năng cách điện của điện môi được đặc trưng bởi UCT. Đúng không ạ? Vậy thì nếu mà muốn hồ quang tắt ấy, thì cái khả năng cách điện của điện môi phải cao hơn cái điện áp đặt vào điện môi đó. Đúng không ạ? Do vậy điều kiện để hồ quang mà tắt ấy, đó là cái UCT đặc trưng cho khả năng cách điện của khe khí đó phải lớn hơn cái điện áp phục hồi, tức là cái điện áp đặt vào khe khí đó. Đúng không ạ? Điện áp phục hồi trên tiếp điểm hay chính là điện áp đặt lên tiếp điểm đó. Đúng không ạ? Do vậy chúng ta nhớ cái điều kiện này của hồ quang điện thay chiều. Đúng không ạ? Cái điều kiện dập tắt này nó là cơ sở để chúng ta xét đến xong phần này, sau này chúng ta xét tất cả các phần phía sau của cái bài hồ quang điện này. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ bám vào cái điều kiện này. Đó là tôi muốn dập tắt hồ quang thì tại thời điểm dòng điện hồ quang bằng không, điện áp hồ quang bằng không tại thời điểm omega t bằng pi hoặc là omega t bằng 2 pi
cái thời điểm tranh chấp giữa tắt và không tắt ấy, thì cái điện áp UCT phải lớn hơn độ phụ hồi thì hồ quang sẽ tắt. Còn nếu không thỏa mãn điều kiện này thì hồ quang sẽ cháy đập lại. Đó ạ. Vậy thì cái U phục hồi điện áp này nó phụ thuộc vào cái gì? Thì cái U phục hồi điện áp này nó phụ thuộc vào tính chất của tải. Đó ạ, phụ thuộc vào tính chất của tải. Mỗi một loại tải khác nhau thì nó có một giá trị điện áp phục hồi khác nhau. Vậy thì anh muốn cái tỷ số UCT mà lớn hơn phục hồi thì anh phải theo dõi xem là tính chất của tải như thế nào để anh có thể can thiệp vào cái UCT, hay là anh can thiệp vào cái UPH để anh thay đổi cái tỷ số, hay là thay đổi cái tương quan giữa cái UCT và UPH. Đúng không ạ? Chính vì vậy mà chúng ta sang cái phần thứ ba là chúng ta xem xét xem là cái U phục hồi của các loại tải mà thường được sử dụng ở trong cái mạch điện xoay chiều ấy thì nó có giá trị như thế nào và nó ảnh hưởng thế nào đến tương quan giữa UCT và UPH. Đúng không ạ? Chúng ta sang phần 3. Phần 3 là ảnh hưởng của tính chất tải đến quá trình dập tắt hồ quang điện xoay chiều. Đúng không ạ? Chúng ta xét loại tải thứ nhất, loại tải phổ biến nhất ở hồ quang điện ở cái mạch điện một chiều, đó là tải thuần trở. Đúng không ạ? Thì cái tải thuần trở nó có một đặc trưng là dòng điện vì nó là thuần trở. Do vậy chúng ta quay lại lý thuyết mạch là với cái tải, cái thuần trở trong mạch thuần trở ấy, thì cái dòng điện và điện áp là trùng pha với nhau. Đúng không ạ? Dòng điện điện áp nguồn cũng trùng pha và do vậy dòng điện điện áp hồ quang cũng trùng pha với nhau. Đúng không ạ? Và xét trùng pha với nhau thì các bạn là nhìn trên cái đường tính nhá. Đúng không ạ? Chúng ta xét hồ quang cháy ở lửa chu kỳ âm. Bắt đầu. Đây, dòng điện hồ quang, điện áp hồ quang biến đổi theo đúng cái đường đặc tính mà ta vừa nói, ta xét là 3.1 đấy. Đây U hồ quang này, đến gần thời điểm tắt nó tăng lên này. Sau đó bám theo điện áp nguồn nó về bằng 0 này. Dòng điện hồ quang tăng đạt giá trị cực đại tại thời điểm lửa chu kỳ giữa chu kỳ này. Sau đó nó giảm về bằng 0. Bắt đầu đến nửa chu kỳ sau chúng ta xét ở đây. Đúng không ạ? Chúng ta xét từ thời điểm 0 này. Đúng không ạ? Thì tại thời điểm 0 này cả dòng áp hồ quang về bằng 0 ấy. Thì cái khe khí đó không còn hồ quang nữa, do vậy là phục hồi tính chất cách điện. Phục hồi tính chất cách điện nó được đặc trưng bởi cái UCT0, nó sẽ tăng một giá trị cố định, đạt được giá trị cố định UCT0. Thì cái UCT0 này thì tùy thuộc vào cái vật liệu mà chúng ta dùng để làm cách điện, hay chính là phụ thuộc vào cái tính chất của khe khí, phụ thuộc vào cái trang bị dập tắt hồ quang, mà mỗi một cái UCT0 nó sẽ có giá trị khác nhau. Thông thường là các UCT0 với cái cách điện thông thường ở nhà chúng ta sử dụng nó có thể dao động từ 100 đến 200 V. Đó là UCT0, đúng không ạ? Sau cái thời điểm đó, sau thời điểm mà OBAT sau thời điểm 0 này thì cái UCT đánh thủng U đặc trưng cho khả năng cách điện của khe khí ấy, thì nó tăng tuyến tính theo thời gian, nó theo hai đường. Một là nó theo đường AB, hai là nó theo đường AB phẩy. Đúng không ạ? Thì cái việc là theo đường AB hay đường AB phẩy thì chúng ta sẽ đề cập xem nó đi đường nào. Đó ạ. Điện giá trị điện áp tiếp theo mà áp đặt lên khe khí á, đó chính là vì cái hồ quang nó tắt, do vậy mà chúng ta xuất hiện cái điện áp phục hồi đặt lên tiếp điểm. Thì cái điện áp phục hồi tiếp điểm nó biến thiên theo đúng cái điện áp nguồn. Đó ạ, bởi vì lúc này hồ quang nó tắt rồi thì cái điện áp áp đặt lên hai điện cực ấy nó bằng đúng điện áp nguồn luôn. Đó ạ, và như vậy cái điện áp phục hồi nó tăng theo đúng cái đường đặc tính của điện áp nguồn. Đây là đường đặc tính của điện áp nguồn, các bạn nhìn này. À, tôi vẽ đằng sau cái đoạn nét đứt này. Đúng không ạ? Như vậy là chúng ta biết là để hồ quang nó tắt ấy, thì điều kiện đặt ra là cái đường đặc tính UCT, cái đường đặc tính đặc trưng cho khả năng cách điện với khe khí ấy, nó phải lớn hơn đường đặc tính của UPH, hay là giá trị của UCT lúc nào phải lớn hơn UPH. Vậy thì chúng ta thấy là cái UCT này nó có hai đường, nó đi theo đường AB và nó đi theo đường AB phẩy. Vậy thì nếu nó đi theo đường AB này này thì chúng ta thấy là gì ạ? Cái đường AB này nó cắt cái đường U phục hồi, hay chính là cắt cái đường đặc tính U điện áp nguồn này này ở một điểm, chính là điểm K. Ở điểm trên điểm K. Sau thời điểm K này là UCT nhỏ hơn U phục hồi. Và như vậy nó không thỏa mãn cái điều kiện hồ quang tắt. Như vậy sau thời điểm K này thì hồ quang sẽ cháy trở lại. Đúng không ạ? Hồ quang sẽ cháy trở lại. Vì nó không thỏa mãn cái điều kiện tắt của hồ quang. Và như vậy hồ quang cháy trở lại thì các bạn nhìn thấy đường đặc tính của nó này. Điện áp đặt lên tiếp điểm tăng dần. Đến thời điểm này hồ quang cháy. Hồ quang cháy thì điện áp hồ quang giảm dần, duy trì về giá trị bằng hàng số, sau đó lại tăng dần đến gần thời điểm tắt, lại tăng lên điện áp. Đúng không ạ? Tăng lên bám theo điện áp nguồn, sau đó giảm về bằng không. Dòng điện hồ quang thì tăng từ thời giá trị điện áp K, tăng từ cái thời điểm K phẩy này. Đúng không ạ? Tăng dần đạt giá trị cực đại. Tại thời điểm của điện áp nguồn cũng đạt giá trị cực đại, sau đó giảm về không. Các bạn thấy là rõ ràng là so với đặc tính chúng ta xét ở vùng 3.1 thì chúng ta thấy là cái đường đặc tính dòng nó bị lệch một đoạn này. Đúng không ạ? Cái đường đặc tính của 3.1 là chúng ta vẽ luôn từ bằng không này. Nhưng cái đường đặc tính này thực tế nó sẽ rời lên cái điểm K này. Đúng không ạ? Rời đến điểm K. Đúng không ạ? Thì cái thực tế thì
cái phần lý thuyết của chúng ta là chúng ta đang nó cũng bắt đầu từ ca này thôi, nhưng thực tế thì để vẽ cái đường đặc tính thì người ta dịch cái này đi một chút, dịch cái đi một chút để người ta coi cái nó coi là đoạn học. Đúng không? Chấp nhận là cái đoạn từ 0 đến ca phẩy là đoạn phi tuyến. Đúng không? Như vậy là nếu chúng ta mong muốn dập tắt hồ quang, bởi vì hồ quang là yếu tố không mong muốn trong hệ thống mà, thì rõ ràng là chúng ta không được để cái điều kiện AB này xảy ra. Tức cái đường đặc tính UCT không thể nào đi theo cái đường AB này nữa, mà chúng ta phải chỉnh làm sao cho nó lên cái đường đặc tính AB phẩy này. Bởi vì cái đường đặc tính AB phẩy này là UCT luôn luôn lớn hơn U của hồ. Và như vậy thì hồ quang sẽ luôn luôn thỏa mãn cái điều kiện hồ quang tắt. Đúng không ạ? Điều kiện hồ quang tắt. Vậy thì làm cách nào để chỉnh từ đường đặc tính AB đến đường đặc tính AB phẩy? Thì chúng ta lại quay lại là cái gì ạ? UCT phụ thuộc vào cái môi trường cháy của hồ quang. Đúng không ạ? Tức là cái loại chất khí mà chúng ta dùng để làm cách điện giữa hai cái tiết điểm đó. Đúng không ạ? Rồi phụ thuộc vào cái trang bị để chúng ta dập tắt hồ quang. Đúng không ạ? Như vậy nếu chúng ta thay đổi cái môi trường dập tắt hồ quang, hoặc là thay đổi cái khoảng cách giữa hai tiết điểm. Đúng không ạ? Hoặc là chúng ta thay đổi cái trang bị dập tắt hồ quang, thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh cái đường đặc tính UCT từ AB. Đúng không ạ? Sang thành AB phẩy. Và việc chúng ta điều chỉnh từ AB sang AB phẩy nghĩa là chúng ta có thể làm cho hồ quang nó tắt bằng cách chúng ta thay đổi một vài điều kiện rất đơn giản. Đúng không ạ? Do vậy mà việc dập tắt hồ quang điện với cái tải thần trở này nó thực hiện rất dễ dàng bằng việc chúng ta điều chỉnh cái bên ngoài thôi. Không có gì khó khăn trong việc chúng ta điều chỉnh từ AB sang AB phẩy. Đúng không ạ? Do vậy mà trong ba loại tải sau này chúng ta sẽ thì tải thần trở là tải dễ dàng dập tắt hồ quang nhất. Đúng không ạ? Dễ dàng dập tắt hồ quang nhất. Đấy là tải đầu tiên, tải thần trở. Chúng ta sang lại tải thứ hai. Đó là tải thuần cảm. Thuần cảm tức là tải cuộn dây, cuộn dây. Đúng không ạ? Cuộn dây. Cuộn dây của chúng ta có thể bắt gặp là giống như là cuộn dây của mày của cái động cơ điện. Điển hình nhất là chúng ta gặp cái cuộn dây của động cơ điện. Đúng không ạ? Hay là chúng ta gặp cái cuộn dây của các cái cuộn cảm trong mạch. Đúng không ạ? Cái cuộn cảm giá trị L trong mạch ấy. Hay là máy hàn, máy biến áp trong cái mạch điện. Đúng không ạ? Vậy thì cái tải thuần cảm này chúng ta xét ở trong lý thuyết mạch, chúng ta đã biết là cái điện áp thì nó vượt trước cái dòng điện ở tải thuần cảm một góc 90 độ. Do vậy mà khi mà cái dòng điện hồ quang về bằng 0 ấy, cái thời điểm cả dòng điện điện áp hồ quang về bằng 0 ấy, đúng không ạ? Thì cái điện áp nguồn mà áp đặt lên tiết điểm lúc này nó đang đạt giá trị cực đại. Đúng không ạ? Đạt giá trị cực đại. Thì để thấy rõ được đường tính này thì tôi xét riêng cái đường tính này. Đây là xét riêng đường tính này nhá. Các bạn nhìn trên đường tính B này. Chúng ta xét là hồ quang cháy ở nửa chu kỳ trước, nửa chu kỳ âm. Chúng ta bắt đầu xét ở nửa chu kỳ sau, nửa chu kỳ dương của hồ quang. Đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu xét ở nửa chu kỳ trước ấy, thì nửa chu kỳ trước là dòng điện, đúng không ạ? Biến đổi là giảm về bằng không này. Điện áp hồ quang này duy trì giá trị hằng số, sau đó tăng lên một chút, đến gần thời điểm tắt nó tăng lên một chút, nó về bằng không tại điểm này. Đúng không ạ? Đây là chúng ta xét bằng không tại địa điểm O này. À, điểm O này. Thì tại thời điểm mà dòng điện hồ quang bằng không thì lúc này điện áp nguồn đặt vào tiết điểm lúc này đang là cực đại. Đang là cực đại. Thì quá trình biến đổi của cái UCT nó cũng giống như ở tải thuần cảm thuần trở ấy. Đó là nó cũng có giá trị UCT 0 ban đầu. Ngoài UCT 0 ban đầu là phụ thuộc vào cái điều kiện cháy, điều kiện dập tắt hồ quang, trang bị dập tắt hồ quang và cái môi trường cháy của hồ quang. Sau đó sau thời điểm 0 này thì UCT nó cũng tăng theo tuyến tính theo đường AB. Đó, đang tiến đến cái đường nét đứt này, các bạn nhìn thấy đường nét đứt này, AB. Đó ạ. Còn U phục hồi thì sao? U phục hồi nếu ở tải thuần cảm ấy, thì vì điện áp với lại điện áp hồ quang và điện áp của nguồn ấy biến đổi cùng quy luật, do vậy mà nó cũng điện áp U phục hồi nó sẽ tăng từ không trở lên. Nhưng mà khi này vì cái tải ở đây là thuần cảm, do vậy tại thời điểm mà dòng điện hồ quang bằng không, điện áp hồ quang bằng không này, thì điện áp nguồn đạt cực đại. Do vậy mà khi hồ quang tắt thì cái áp đặt lên tiết điểm lúc này là bằng điện áp cực đại của nguồn. Do vậy quá trình tăng của điện áp nguồn đặt lên tiết điểm nó sẽ tăng dốc thẳng lên, dốc cao lên. Đúng không ạ? Tuy nhiên là cái dốc cao này thì nó luôn luôn cắt cái đường AB. Đúng không ạ? Luôn luôn cắt cái đường AB. Đúng không ạ? Luôn cắt đường AB. Đúng không ạ? Bởi vì cái độ dốc ở đây chưa đủ lớn. Đúng không ạ? Độ dốc ở đây chưa đủ lớn. Và cái đường đặc tính AB này này nó vẫn đang nằm xiên. Đường là tính UCT nó đang nằm xiên. Đúng không ạ? Tại sao nó đang nằm xiên? Bởi vì lúc mà chúng ta mới bắt đầu mở tiết điểm ra thì hồ quang phát sinh. Đúng không ạ? Sau thời điểm một nửa chu kỳ thì hồ quang nó đi về cái điểm 0, thì lúc đấy cái khoảng cách giữa hai tiết điểm nó đang còn rất nhỏ. Thì cái đặc tính U phục hồi ấy, UCT này,
không ạ? Nó vẫn còn đang nằm xiên, khả năng phục hồi tính chất cách điện của nó vẫn kém. Do vậy mà cái đường đặc tính UCT nó sẽ cắt đường đặc tính UPH. Và khi cắt thì không thỏa mãn điều kiện hồ quang cắt, do vậy mà hồ quang sẽ cháy lặp lại tại cái điểm K này. Đúng không ạ? Cháy lặp lại là điểm K. Do vậy điện áp hồ quang tăng lên tới điểm cháy này, sau đó nó cháy rồi thì nó giảm về giá trị hàng số này, nó đến gần đến thời điểm tắt nó lại tăng lên này. Đúng không ạ? Giảm về không này. Dòng điện hồ quang này tăng từ không này. Đúng không ạ? Tăng dần dần đạt giá trị cực đại. À, tại giữa chu kỳ này, sau đó giảm về bằng không. Đúng không ạ? Đấy là xét nửa chu kỳ thứ hai. Sang nửa chu kỳ thứ ba, quá trình này cũng lặp lại như thế. Đúng không ạ? Dòng điện đối áp hồ quang bằng không thì điện áp nguồn lúc này đạt được cực đại. Tuy nhiên là lúc này thì hơi khác một chút. Là đến thời điểm này ấy, thì sau khoảng một chu kỳ rồi ấy, thì khoảng cách giữa hai tiết điểm nó tăng lên so với cái thời điểm O, cái giá trị O phẩy này so với thời điểm O này thì cái khoảng cách giữa hai tiết điểm đã tăng lên bởi vì tiết điểm chúng ta đang mở ra mà. Đúng không ạ? Do vậy mà cái khả năng phục hồi độ bền điện nó tốt hơn. Do vậy cái đường đặc tính UCT phẩy này nó đi biến đổi theo đường từ O phẩy, A phẩy đến B phẩy. Đúng không ạ? Và vì độ dốc của đường đặc tính phục hồi UCT nó cao, nó tốt. Do vậy mà nó không cắt đường đặc tính phục hồi điện áp nữa. Và khi không cắt đường đặc tính phục hồi điện áp nghĩa là nó thỏa mãn điều kiện hồ quang tắt. Thỏa mãn điều kiện hồ quang tắt. Đúng không ạ? Và vì vậy mà hồ quang sẽ tắt. Tuy nhiên vì cái mạch của chúng ta là mạch tải cảm. Mạch tải cảm chúng ta có một đặc trưng là cái tải này nó sẽ hấp thụ năng lượng hoặc nó phát năng lượng ra. Đúng không ạ? Nghĩa là nếu mà thiếu năng lượng ấy, đúng không ạ? Thì cái năng lượng cuộn cảm nó sẽ bơm vào mạch. Còn nếu dư năng lượng thì cái cuộn cảm nó sẽ hấp thụ năng lượng vào mạch. Đúng không ạ? Vậy thì khi tại thời điểm mà hồ quang nó tắt này này. Đúng không ạ? Thì cái năng lượng nó dư thừa. Nó dư thừa do vậy nó sẽ lạp vào cuộn cảm. Và lạp vào cuộn cảm nó sẽ làm cho cái điện áp nó tăng lên. Đúng không ạ? Và khi nó lạp đủ rồi thì nó lại phóng ngược trở lại. Đúng không ạ? Do vậy mà điện áp sau thời điểm hồ quang tắt ấy, thì cái điện áp của cái trong mạch ấy nó sẽ dao động. Nó dao động do cái năng lượng ở trong cuộn cảm nó biến thiên. Đúng không ạ? Nó biến thiên. Đúng không ạ? Và vì vậy mà nó làm cho cái điện áp nguồn thay vì biến đổi đơn giản là đến cái giá trị điện áp nguồn này nó giảm dần dần về không thì nó dao động. Và quá trình dao động đỉnh nhọn xuất hiện cái đỉnh nhọn D phẩy này. Đúng không ạ? Đỉnh nhọn D phẩy này. Thì cái đỉnh nhọn D phẩy này nếu mà càng cao thì nó có thể làm cho cái khả năng chọc thủng cách điện của cái khe khí càng lớn. Giá trị điện cảm càng cao thì cái độ lớn của cái điểm D phẩy sẽ càng lớn. Và nếu cái độ lớn của điểm D phẩy càng lớn mà lớn đến mức mà nó có làm chọc thủng cách điện của cái khe khí, nó sẽ làm tiếp giác luôn cái đường AB phẩy này. Đúng không ạ? Thì sẽ làm cho cái khe khí lại bị cắn thủng trở lại và đánh thủng trở lại thì hồ quang có thể cháy lặp lại. Đúng không ạ? Bởi vì vậy và với cái tải L này về mặt lý thuyết là sau 1 đến 2 chu kỳ là hồ quang nó sẽ tự tắt. Hồ quang nó sẽ tự tắt do cái khả năng phục hồi tính chất cách điện của khe khí. Nhưng mà vì tại thời điểm hồ quang mà tắt hoàn toàn rồi ấy, thì do cái tính chất của tải cảm là nó gây dao động điện áp. Do vậy mà cái điện áp ở trong mạch sau khi hồ quang tắt ấy, nó bị dao động. Và độ lớn của điện áp cảm càng lớn thì cái mức độ dao động càng nhiều. Và cái dao động đó nó có thể làm cho xuất hiện quá điện áp đặt lên tiếp điểm. Và quá điện áp đặt lên tiếp điểm vượt quá tất cả giá trị điện áp nguồn ấy, thì hoàn toàn có thể làm cho cái khe khí bị đánh thủng trở lại. Đánh thủng trở lại thì coi như hồ quang lại cháy lặp lại. Do vậy với cái tải thuần cảm này thì hồ quang nó sẽ khó dập tắt hơn so với cái tải R. So với tải R. Đấy là bài tải thứ hai. Bài tải thứ ba là nó xét cái tải thuần dung. Đúng không ạ? Tải thuần dung. Thì tải thuần dung nó có một đặc trưng là tải thuần dung ở đây chúng ta xét đây mạch tải mạch mà có tải thuần dung đây là chúng ta có mạch nguồn này. Đúng không ạ? Mạch nguồn này. Đúng không? Đây là mạch tải của chúng ta, này. Mạch tải trụ C thuần dung của chúng ta này. Đúng không ạ? Đóng lại là chúng ta có đây là tiếp điểm phát sinh hồ quang này, đóng hoặc cắt. Đúng không ạ? Thì với cái tải thuần dung ấy thì cái dòng điện nó sẽ sớm pha hơn so với cái điện áp của nguồn. Đúng không ạ? Do vậy mà khi mà dòng điện hồ quang về bằng không ấy thì cái điện áp của tụ ấy nó sẽ đạt giá trị cực đại. Đúng không ạ? Của điện áp nguồn. Đạt giá trị cực đại của điện áp nguồn. Vậy thì chúng ta xét ở lửa chu kỳ thứ nhất này, hồ quang nó cháy ở lửa chu kỳ thứ nhất khi mà dòng điện hồ quang về bằng không này tại thời điểm 2 này, thời điểm 2 này chúng ta xét để điểm 2 này. Thì cái điện áp nguồn nó đang là giá trị cực đại. Vậy thì khi mà chúng ta mở cái đóng cái tiếp điểm này ở lửa chu kỳ trước khi mà hồ quang phát sinh ấy, hồ quang phát sinh nó cháy vào tiếp điểm này, này
Thì đồng nghĩa chúng ta xét là lửa chu kỳ dương của điện áp nguồn nhé. Đây lửa chu kỳ dương này. Thì điện áp sẽ đi qua tiếp điểm này, đi qua đây, đi qua tiếp điểm lạp cho tụ. Do vậy phần đầu của tụ này mang giá trị dương và lạp ở đây là lạp đúng bằng giá trị điện áp nguồn. Đúng không ạ? Lạp cộng E và vào với C này. Đúng không ạ? Sang lửa chu kỳ sau, khi dòng hồ quang về bằng khi mà cái dòng hồ quang về bằng 0 ấy thì cái điện áp đặt lên cái tụ C này đúng bằng điện áp nguồn. Và giả thiết là chúng ta xét là cái thời điểm này điện áp hồ quang tốt, hồ quang được dập tắt. Dập tắt ở cái thời điểm này. Đúng không ạ? Sau đó chúng ta xét lên lửa chu kỳ sau. Điện áp nguồn biến đổi sang lửa chu kỳ sau. Và khi biến đổi lửa chu kỳ sau thì điện áp nguồn đổi dấu đang từ dương này sang âm. Và khi từ dương sang âm này thì đến thời điểm mà giữa lửa chu kỳ sau ấy, thì cái điện áp đặt lên cái tụ C này, đặt điện áp đặt lên cái tiếp điểm cũng như là đặt lên tụ C này. Đúng không ạ? Lúc đầu là cái tụ C là điện áp bằng E nhé. Bây giờ chúng ta cộng thêm một E nữa của nguồn vào đây. Đúng không ạ? Thì cái điện áp đặt lên tụ C ở đây nó bằng 2E. Đây các bạn nhìn thấy cái giá trị điện áp đặt lên tụ C nó bằng 2E. Đúng không ạ? Và với điện áp 2E đặt lên cái tiếp điểm này. Đặt lên tiếp điểm này. Thì rõ ràng là 2E thì lớn hơn điện áp nguồn là lớn nhất là bằng E. Như vậy nếu điện áp ở đây bằng 2E đặt lên tiếp điểm này thì tiếp điểm này hoàn toàn có thể bị đánh thủng mặt cách điện. Đúng không ạ? Và khi đánh thủng mặt cách điện thì xảy ra phóng điện ở đây. Mà phóng điện ở đây thì đồng nghĩa với việc là 2E nó sẽ lạp luôn vào cái tụ C này. Cái phóng điện là coi như lạp điện nó tụ. Như vậy 2E cộng thêm vào tụ C này. Đúng không ạ? Cộng thêm vào tụ C này. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ có 3E, một cái E ban đầu cộng với hai cái E mà vừa bị phóng điện ở cái thời điểm. Đúng không ạ? Giữa chu kỳ này, tổng là chúng ta có 3E. Nếu so với không. Đúng không ạ? Nếu so với không. Sau đó sang lửa chu kỳ tiếp theo, điện áp đảo dấu. Đúng không ạ? Điện áp đảo dấu và đạt giá trị cực đại tại thời điểm lửa chu kỳ này, nghĩa là chúng ta có thêm một cái E nữa. Đúng không ạ? So với cái điểm chênh 3E này, chúng ta có 4E. Và cũng tại thời điểm này mà chúng ta xảy ra phóng điện. Đúng không ạ? Phóng điện ở cái đây là vì 4E đạt đến tiếp điểm mà. Đúng không ạ? Do vậy mà nó có thể hoàn toàn đánh thủng cái cách điện của cái khe khí này. Đúng không ạ? Và cái bóng cái khe khí này qua những toàn bộ 4E sẽ được lạp luôn vào tụ. Như vậy tăng lên điện áp chúng ta có 5E. Như vậy nếu mà cứ lặp đi lặp lại đảo động vài chu kỳ. Đúng không ạ? Thì cái điện áp nó sẽ liên tục được lạp vào tụ C. Cứ cái thời điểm nào điện áp đạt cực đại là rất dễ xảy ra phóng điện. Mà cứ phóng điện là nó sẽ lạp vào tụ C. Và phóng điện ở đây là phóng điện với cái dòng cao tần, với cái tần số rất là cao. Đúng không ạ? Thời gian rất là ngắn nhưng mà đủ để lạp cho cái tụ C này, cái điện áp tăng lên. Và nếu mà cái điện áp của tụ C này mà tăng lên ấy, đúng không ạ? Đủ lớn ấy, thì tất cả cái điện áp này nó sẽ áp tất cả vào thiết bị ở trong cái mạch này. Điện áp đặt tụ C cũng chính là cái điện áp đặt lên tất cả các cái mạch, cái thiết bị trong cái mạch này. Đó, cho cái mạch cả mạch nguồn lẫn cái mạch tải. Đúng không ạ? Và như vậy thì cái điện áp cực lớn như thế mà đặt lên tất cả các cái thiết bị mà lắp vào trong cái mạch ấy, thì cách điện của tất cả các thiết bị đó có thể gặp nguy hiểm chứ không chỉ đơn giản mỗi cái thiết bị mà bị phóng điện. Đúng không ạ? Do vậy mà hồ ở với cái tải thuần dung ấy thì hồ quang rất khó dập tắt đến tiếp điểm. Đó, bởi vì cái điện áp cứ đảo chiều là điện áp nó có thể xảy ra phóng điện ở trên tiếp điểm. Đồng thời thì tất cả các cái thiết bị mà lối vào trong cái mạch này có thể bị chọc thủng cách điện. Đúng không ạ? Do vậy mà để khắc phục với cái loại này tại là người ta mục tiêu là người ta phải tránh cho cái quá trình phóng điện cao tần để lạp vào trong tụ. Đúng không ạ? Thì để tránh phóng điện cao tần thì người ta có thể giải pháp chúng ta một cái đưa thêm cái điện trở phi tuyến RS để khắc phục cái phóng điện cao tần. Và khắc phục được phóng điện cao tần nghĩa là nó không lạp vào tụ này nữa, không lạp vào tụ này sẽ tránh cho trường hợp chúng ta các cái thiết bị của chúng ta sẽ liên tục bị chịu một điện áp cao. Đúng không ạ? Do vậy với cái tải thuần dung thì hồ quang rất khó dập tắt. Đúng không ạ? So với hai cái loại tải trên thì cái tải thuần dung nó còn khó dập tắt hơn. Tải phân cảm và tải cân trọng. Đúng không ạ? Đấy là ba cái loại tải mà ảnh hưởng đến quá trình dập tắt hồ quang. Đúng không ạ? Phần thứ tư, sau khi tìm hiểu hai cái loại hồ quang điện một chiều và hồ quang điện hai chiều ấy, thì chúng ta sang đến phần thứ tư là chúng ta xem xét các cái biện pháp dập tắt hồ quang điện. Đúng không ạ? Đây chính là mục đích chính của cái bài 1.6. Đó là sau khi nghiên cứu quá trình phát sinh, quá trình dập tắt, đặc trưng của hồ quang điện một chiều, đặc trưng của hồ quang điện hai chiều, thì bây giờ chúng ta dẫn đến là ứng dụng cái gì trong những cái lý thuyết đó để áp dụng vào thực tế. Đúng không ạ? Thì để áp dụng dập tắt hồ quang thì người ta đưa ra chúng ta có 11 giải pháp. Và nhiệm vụ của chúng ta là 11 giải pháp này đã ứng dụng trong thực tế rồi. Tất cả các thiết bị mà chúng ta đang sử dụng trong thực tế bây giờ người ta sẽ ứng dụng một trong các giải pháp này hoặc ứng dụng vài ba cái giải pháp này. Vậy thì vấn đề bây giờ chúng ta lý giải là dựa trên cái lý thuyết chúng ta đã cung cấp về quá trình phát sinh và quá trình dập tắt hồ quang, dựa trên lý thuyết về hồ quang điện một chiều, dựa trên lý thuyết mà chúng ta vừa được cung cấp về hồ quang điện hai chiều, chúng ta lý giải cái biện pháp mà người ta đang dùng trong thực tế này và chúng ta trả lời cho câu hỏi là tại sao người ta lại dùng, hiệu quả của biện pháp đấy là gì. Đúng không ạ?
Đấy là mục tiêu của cái phần 4 này. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ xem xét phương án được phương pháp đầu tiên và đơn giản nhất, đó là kéo dài hồ quang bằng cơ khí. Đúng không ạ? Vậy thì kéo dài hồ quang bằng cơ khí là gì? Đó là việc chúng ta tạo ra một khoảng cách đủ lớn giữa hai tiếp điểm. Đây đây chúng ta có hai tiết điểm mà tôi vẽ liên tục cho các bạn nhìn, nhìn đấy. Đây, đây là tiết điểm tĩnh này, đây là tiết điểm động. Đúng không ạ? Khi chúng ta thực hiện mở tiết điểm ra thì hồ quang nó phát sinh. Đúng không ạ? Hồ quang nó phát sinh. Và cái việc chúng ta biện pháp chúng ta đơn giản nhất là chúng ta mở càng rộng tiếp điểm động ra càng tốt. Càng mở nhiều thì cái độ mở này này, cái khoảng cách giữa tiết điểm động và tiết điểm tĩnh này nó càng dài. Đúng không ạ? Và càng dài ra thì hồ quang càng dễ dập tắt. Đúng không ạ? Càng dài hồ quang càng dễ dập tắt. Vậy thì tại sao mà càng dài hồ quang lại dễ dập tắt? Đúng không ạ? Tại sao lại thế? Thì chúng ta lại quay lại cái lý thuyết về quá trình phát sinh và quá trình dập tắt hồ quang ấy, chúng ta thấy rằng gì ạ? Để can thiệp vào quá trình phát sinh và quá trình dập tắt hồ quang ấy, thì chúng ta có thể can thiệp vào quá trình dập tắt. Đúng không ạ? Dập tắt ở đây nó hai quá trình, đó gì ạ? Đó là quá trình gì ạ? Tái hợp và quá trình khuếch tán. Thì việc chúng ta kéo dài hồ quang ra, đúng không ạ? Hay là kéo dài cái khoảng cách giữa hai tiếp điểm ấy, thì nó làm cho cái quá trình khuếch tán ấy nó sẽ mạnh lên, bởi vì cái thân hồ quang nó sẽ tiếp xúc nhiều với không khí bên ngoài, đúng không ạ? Vậy càng kéo dài ra thì cái chiều dài của thân nó sẽ càng nhiều, và chiều dài của thân càng nhiều thì nó tiếp xúc càng nhiều với môi trường, và tiếp xúc càng nhiều với môi trường thì nó càng thúc đẩy quá trình khuếch tán, đúng không ạ? Và càng khuếch tán điện tích từ thân hồ quang ra môi trường bên ngoài thì mật độ của hồ quang sẽ càng giảm, mật độ của dòng ở trong cái hồ quang nó sẽ càng giảm, mà mật độ dòng của trong hồ quang càng giảm thì nó chính là điều kiện thúc đẩy quá trình dập tắt hồ quang. Một ưu điểm thứ hai của việc anh tăng khoảng cách giữa hai tiếp điểm hay là tăng chiều dài của hồ quang ấy, đó là hồ quang sẽ tiếp xúc nhiều với môi trường, và khi tiếp xúc nhiều với môi trường thì nhiệt độ của hồ quang sẽ giảm, bởi vì anh tiếp xúc nhiều môi trường thì anh phải truyền nhiệt cho môi trường và nhiệt độ hồ quang sẽ giảm, đúng không ạ? Và nhiệt độ hồ quang sẽ giảm thì đấy là một trong các biện pháp để hạn chế quá trình ion hóa do nhiệt độ cao, đúng không ạ? Và như vậy số lượng điện tích tạo ra nó sẽ giảm đi, đúng không ạ? Và số lượng điện tích tạo ra giảm đi thì là điều kiện để dập tắt hồ quang, đúng không ạ? Do vậy người ta khuyến cáo là cứ kéo dài cái tiếp điểm càng dài càng tốt, càng xa càng tốt, đúng không ạ? Tuy nhiên là cái nhược điểm của biện pháp này đó là gì ạ? Anh mà kéo dài khoảng cách giữa hai tiếp điểm càng xa ra ấy, thì kích thước của thiết bị nó cũng phải càng xa, đúng không ạ? Bởi vì kích thước của thiết điểm nó sẽ quyết định kích thước của thiết bị, đúng không ạ? Do vậy mà nó có nhược điểm là nếu anh muốn dập tắt hiệu quả tốt thì anh phải kéo dài khoảng cách, mà kéo dài khoảng cách thì anh tăng kích thước, và mong muốn thiết bị của chúng ta trong thực tế là bây giờ người ta mong muốn là thiết bị càng nhỏ gọn càng tốt, kích thước càng nhỏ càng tốt để trọng lượng khối lượng nó nhỏ, đúng không ạ? Lắp đặt dễ dàng, vận chuyển cũng dễ, đúng không ạ? Do vậy mà cái cách này người ta không áp dụng cho phần cao áp, bởi vì cao áp thì cái điện áp đặt điện áp rất là cao, điện áp cao thì ngay ở điều kiện bình thường người ta đã yêu cầu khoảng cách cách điện lớn rồi. Vậy thì bây giờ nếu anh lại muốn cái biện pháp dập tắt hồ quang tốt thì anh lại cái kích thước lớn hơn nữa, đúng không ạ? Ở phần cao áp thì nó cách điện khoảng vài mét. Thế bây giờ nếu mà muốn áp dụng biện pháp này, ta tăng phải lên gấp mấy lần nữa thì kích thước của thiết bị nó rất là lớn, do vậy người ta không áp dụng ở phần cao áp, người ta áp dụng chủ yếu ở phần hạ áp. Hạ áp của chúng ta là những cái điện áp mà chúng ta sử dụng dưới 1 kV đấy, đúng không ạ? Mà chủ yếu là chúng ta áp dụng trong các cái thiết bị đóng cắt đơn giản, ví dụ như cầu giao hay là một số cái rơ le trung gian, người ta áp dụng cái biện pháp này, đúng không ạ? Còn người ta không khuyến cáo là áp dụng nhiều các cái thiết bị khác, bởi vì nếu áp dụng nhiều trong thiết bị khác thì nó sẽ làm kích thước của thiết bị nó tăng, đúng không ạ? Rồi chúng ta hết cái tiết đầu tiên, bởi vì chúng ta sắp hết 40 phút rồi. Tôi sẽ ngắt cái liên kết này nhá. Sau đó thì các bạn lại vào lại, tôi lại mở lại vòng mới thì các bạn lại vào lại nhá. Các bạn nghe rõ không nhỉ? Có. Tôi sẽ ngắt cái liên kết nha, cho các bạn vào lại cho tôi nhá. Vì chúng ta hết.
Rồi chúng ta tiếp tục nhá. Thì với cái cách này thì người ta chỉ dùng trong những cái thiết bị mà điều khiển đơn giản như là cầu dao, như là dơ le. Các bạn thấy cầu dao ở nhà các bạn, các bạn thiết kế là cái cầu dao chúng ta mở bằng tay, chúng ta mở ra thì rõ ràng chúng ta càng kéo dài ra thì hồ quang có khả năng nếu có phát sinh thì nó sẽ càng dễ dập tắt. Các bạn, đấy là biện pháp đơn giản đầu tiên, kéo dài hồ quang từ khí. Biện pháp thứ hai chúng ta có thể áp dụng để dập tắt hồ quang đó là phân đoạn hồ quang. Các bạn, phân đoạn hồ quang là biện pháp đơn giản giống như hiệu quả là chúng ta băm cái hồ quang nó thành nhiều đoạn. Đúng không ạ? Băm nhiều quang nhiều đoạn. Và khi chúng ta chia đoạn hồ quang ra thì cái tính liên tục của hồ quang nó sẽ kém. Đúng không ạ? Và cái tính liên tục của hồ quang nó sẽ kém thì đồng nghĩa cái dòng điện hồ quang nó sẽ ít đi. Nó sẽ khả năng liên tục nó kém thì khả năng dập tắt hồ quang sẽ dễ dàng xảy ra hơn. Đúng không ạ? Thì để phân đoạn hồ quang người ta đưa ra chúng ta có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là người ta dùng hộp dập hồ quang. Thì cái hộp dập hồ quang đây cấu tạo đây các bạn nhìn thấy đây là hộp dập nhá. Đây là hộp dập này. Đấy không ạ? Cái hộp dập này thì chúng ta sẽ đặt tiếp điểm vào hai đầu đây, đặt tiếp điểm hai đầu các bạn nhìn đây này. Và chúng ta cũng sẽ làm cái hộp dập làm sao cho cái khe ở giữa hai cái thành của hộp dập ấy nó sẽ càng ngày nó càng hẹp lại. Các bạn nhìn thấy đây là lát cắt nhá, lát cắt thứ nhất này, đây nó thể hiện đây là lát cắt thứ nhất này. Đây là vị trí thứ nhất của cái hộp dập này. Đây là vị trí thứ hai của hộp dập chúng ta nhìn từ bên ngoài vào này. Đây là vị trí thứ ba hộp dập chúng ta nhìn từ bên ngoài vào. Như vậy tiếp điểm của chúng ta sẽ di chuyển ở cái vùng lát cắt số 1 này, đây tiếp điểm của chúng ta này. Các bạn nhìn đây, đây tiếp điểm này. Đây tiếp điểm. Đúng không ạ? Ở cái vùng này nó rất rộng, hai thành khoảng cách giữa hai cái thành nó rất rộng, do vậy tiếp điểm sẽ di chuyển trong cái vùng này. Vùng lát cắt số 1 này. Đúng không ạ? Nó sẽ không di chuyển được ở trong vùng lát cắt số 2 đâu bởi vì cái thành này nó sẽ làm dày lại. Đó, dày lại. Vậy thì nếu hồ quang phát sinh giữa hai tiếp điểm, đây chúng ta giả thiết nó theo cái đường nét đứt này. Thì ở cái vùng số 1 này hồ quang đi rất thuận lợi, đi rất thẳng, không có gì cản trở cả. Chiều dài hồ quang sẽ là ngắn nhất. Với đi đường thẳng. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta tìm cách chúng ta đẩy hồ quang từ vùng 1 này vào vùng số 2. Thì để mà hồ quang đi giữa tiếp điểm này với tiếp điểm này thì nó phải đi theo đường này. Đi theo đường vòng này. Đó, đi theo đường vòng này. Đó, đi theo đường vòng này. Và rõ ràng là khi đi đường vòng này thì chiều dài hồ quang so với cái đường ở đi ở cái đoạn 1 này thì chiều dài hồ quang nó sẽ cái gì? Nó sẽ tăng lên. Đúng không ạ? Rồi nó đi rích rắc như này, tính liên tục nó sẽ kém. Đúng không ạ? Như vậy nếu chiều dài hồ quang mà tăng lên thì rõ ràng là nó giống hiệu quả của biện pháp thứ nhất ấy, để kéo dài hồ quang bằng cơ khí ấy. Đúng không ạ? Đó là khi mà chiều dài hồ quang tăng lên thì khuếch tán sẽ tốt lên, khuếch tán sẽ mạnh lên, khuếch tán mạnh lên thì làm cho mật độ giảm. Rồi chiều dài hồ quang tăng lên thì nó tỏa nhiệt mạnh lên. Và nó tỏa nhiệt mạnh lên thì rõ ràng là nó sẽ nhiệt độ của hồ quang sẽ giảm và nó thúc đẩy quá trình dập tắt hồ quang. Như vậy nếu ở biện pháp mà kéo dài hồ quang bằng cơ khí thì anh phải can thiệp vào khoảng cách giữa hai tiếp điểm, còn ở đây tôi chả can thiệp gì cả, tôi giữ nguyên khoảng cách giữa hai tiếp điểm. Đúng không ạ? Chỉ là trong cái quãng đường di chuyển của hồ quang tôi đã làm cho nó di chuyển dài ra. Đúng không ạ? Đồng thời là cái hồ quang khi mà cháy ở đây nó sẽ tiếp xúc với cái thành của cái vật liệu làm thành hồ quang này. Mà nếu cái vật liệu làm thành hồ quang này có khả năng hấp thụ nhiệt tốt ấy, thì nó còn thu nhiệt tốt hơn rất nhiều. Và nếu thu nhiệt càng nhiều thì hồ quang càng dễ hợp tác. Và chúng ta thấy là nếu chúng ta thành này chúng ta làm càng dày lên, các bạn nhìn thấy thành làm càng dày này, càng sát nhau này, đúng không ạ? Thì hồ quang muốn đi được thì nó phải len lỏi giữa hai cái này, đúng không ạ? Chiều dài tăng lên và tính liên tục của hồ quang nó sẽ khó, đúng không ạ? Tính liên tục của dòng nó sẽ kém đi, và tính liên tục của dòng kém đi đồng nghĩa hồ quang sẽ dễ dập tắt, đúng không ạ? Dễ dập tắt. Vấn đề là làm cách nào để chúng ta đẩy hồ quang được từ vùng 1 vào vùng 2, từ vùng 2 vào vùng 3, đúng không ạ? Biện pháp nào chúng ta đẩy được, đúng không ạ? Thì đấy là cái giải pháp sau này chúng ta phải kết hợp với cái biện pháp. Đây là giải pháp người ta đưa ra cho các bạn. Đó là nếu để làm cách nào để hồ quang vào các vùng 2, vùng 3 thì hồ quang sẽ dễ hợp tác hơn. Đúng không ạ? Một giải pháp thứ hai trong cái phân đoạn hồ quang ấy, đó là người ta có thể dùng mạng dập hồ quang. Mạng dập hồ quang. Đó là ở đây chúng ta xét một cái tiết điểm nhá. Hai tiết điểm này, đây là tiết điểm tĩnh này, đây là tiết điểm động này. Khi chúng ta thực hiện đóng hay mở hồ quang này thì chúng ta sẽ thấy hồ quang nó sẽ phát sinh. Phát sinh. Thì để dập tắt hồ quang người ta đặt ở trong cái vùng mà cái tiếp điểm đang đóng mở này, được gọi là vùng tác động của tiếp điểm ấy, là người ta đặt một cái dàn dập là các tấm lá thép lon. Tấm lá thép lon thì đặt tấm lá thép lon gần đây. Thì cái tấm lá thép lon này có một đặc trưng là gì ạ? Cái lá thép của chúng ta là nếu chúng ta tôi rồi thì nó là thép già, thép ở đây là thép thép lon, nghĩa là chúng ta thép chúng ta không tôi. Đúng không ạ?
không tôi, và thép chúng ta không tôi thì nó vẫn giữ được cái từ tính. Cái thứ hai là khả năng chịu nhiệt của nó khá là tốt, đúng không ạ? Do vậy người ta đặt đây, đấy, thép lon ở đây. Vậy thì khi mà dòng điện phát sinh hồ quang ấy, hồ quang là một dòng điện, đúng không ạ? Hồ quang là một dòng điện, và dòng điện thì nó có khả năng sinh ra từ trường, nó sinh ra từ trường, cứ có dòng là sẽ có từ trường, và dòng điện mà có từ trường ấy thì nó sẽ từ hóa cái lá thép, từ hóa lá thép này. Đúng không ạ? Chúng ta học trong vật liệu điện rồi, đúng không ạ? Cứ có dòng điện nó sẽ từ hóa cái, có từ trường nó sẽ từ hóa cái vật liệu, đúng không ạ? Vì thép, sắt thép của chúng ta là vật liệu từ, đúng không ạ? Và khi nó từ hóa cái vật liệu thép này thì cái thép này chúng ta sẽ biến thành một cái nam châm, đúng không ạ? Và khi nó biến thành nam châm thì nó lại hút cái dòng điện, bởi vì dòng điện có từ trường mà, đúng không ạ? Thành khi mà lá thép này được từ hóa thì nó thành một nam châm nó sẽ sinh ra từ trường, và từ trường thì tương tác với nhau, và do vậy mà cái lá thép này nó sẽ hút cái dòng điện về phía nó, dòng điện hồ quang về phía nó, và khi hút dòng điện hồ quang về phía nó thì cái dòng điện hồ quang nó sẽ đi theo đường này, đi theo đường này. Và rõ ràng là nếu mà so với việc là dòng điện hồ quang đi thẳng giữa hai tiếp điểm này thì đi theo đường này thì chiều dài hồ quang sẽ tăng lên. Đồng thời là cái việc dòng hồ quang muốn lối từ tiếp điểm này sang tiếp điểm này nó phải vắt qua các cái dàn dập này, đi qua dàn dập nó truyền qua dàn dập này, đi qua đây nó truyền qua dàn dập này, đi qua đây nó truyền qua dàn dập này. Và khi nó tiếp xúc với dàn dập thì vì cái dàn dập của chúng ta là kim loại, do vậy khả năng hấp thụ nhiệt của nó rất là tốt, do vậy nó sẽ thu nhiệt của hồ quang, đồng thời nó chia cắt hồ quang thành nhiều đoạn, làm chiều dài hồ quang tăng lên, hiệu quả giống như biện pháp kéo dài hồ quang từ khí, mà đồng thời thì nó thu nhiệt rất là tốt, do vậy là nhiệt độ hồ quang giảm, đúng không ạ? Do vậy mà cái biện pháp phân đoạn và sử dụng bằng mạng dập này cũng có rất có hiệu quả trong việc dập tắt hồ quang, đúng không ạ? Và cái biện pháp này chúng ta có thể dễ dàng chúng ta quan sát được ở cái automat sau này khi chúng ta xem xét cái bộ dập hồ quang của nó, hay là conductor người ta cũng dùng cái biện pháp giảm dập này, đúng không ạ? Sau này chúng ta sẽ rất dễ quan sát nếu người ta tháo cái thiết bị automat hay conductor ra, đúng không ạ? Đấy là biện pháp phân đoạn hồ quang. Nhưng mà vấn đề là đặt ra cũng giống như là cái biện pháp dùng hộp dập hồ quang khai hẹp ấy, đó là để hồ quang mà đẩy từ cái phần tiếp điểm nó đang đi thẳng này vào gần đây này, thì nếu chỉ sử dụng mỗi cái hiệu ứng hút hồ quang do cái từ hóa của vật liệu làm dàn dập này thì hiệu quả nó rất là kém. Do vậy mà bao giờ người ta cũng phải thêm một biện pháp là làm cái nhà đẩy cái hồ quang này vào sâu trong vùng có cái dàn dập này hoặc là mạng dập này, thì cái hiệu ứng của cái việc phân đoạn hồ quang nó sẽ tốt lên, đúng không ạ? Vậy thì cái giải pháp nào có thể giúp chúng ta đẩy hồ quang vào sâu trong vùng buồng dập và mạng dập, đó là chúng ta xét đến cái biện pháp thứ ba, đó là thổi hồ quang bằng từ, đúng không ạ? Thổi hồ quang bằng từ, đúng không ạ? Thì cái biện pháp này là biện pháp chúng ta hỗ trợ cho biện pháp dùng mạng dập hộp dập, đó là tôi đặt ở trong cái vùng buồng dòng hồ quang ấy một cái cuộn dây nam châm điện, cuộn dây quấn dòng điện, quấn mạch điện vào đây, đúng không ạ? Và cái cuộn dây nam châm điện này nó có tác dụng để sinh ra từ trường để tương tác với cái dòng điện hồ quang, và cái dòng điện hồ quang sẽ bị đẩy vào sâu trong vùng buồng dập và mạng dập, đúng không ạ? Vậy thì dựa vào tính chất của cái việc chúng ta quấn cuộn dây và dựa vào tính chất cái nguồn mà chúng ta cấp vào cái cuộn dây của nam châm điện này, thì người đã chia cái cuộn dây thổi từ ra làm hai loại. Đó là loại thứ nhất là cuộn dây thổi từ mắc nối tiếp với cái mạch tạo hồ quang như trên hình này. Đây, dòng điện trước khi đi vào tiếp điểm thì nó đi qua cái cuộn dây của nam châm điện, đó, sau đó đi vào qua tiếp điểm, đúng không ạ? Thì cơn này là cuộn nối tiếp, đúng không ạ? Cuộn nối tiếp, đúng không ạ? Và cuộn nối tiếp này chính là cuộn dòng đã sử dụng trực tiếp cái dòng điện hồ quang để tạo ra cái từ trường tăng tác với hồ quang, đúng không ạ? Thì cái cuộn dòng này nó có ưu điểm là vì là cuộn dòng, do vậy tiết kiệm dây nó lớn, nó chịu được dòng điện lớn, do vậy cái độ bền cơ điện của nó cũng như độ bền nhiệt của nó tốt. Cái điểm thứ hai là cái chiều mà cái từ trường nó tương tác vào cái dòng điện hồ quang này nó không phụ thuộc vào cái chiều của dòng điện, dòng điện có thể đi theo chiều thuận hay chiều ngược tùy, đúng không ạ? Cái thứ hai là cái dòng mà càng lớn, cái dòng mà cấp điện vào cái cuộn dây thổi từ hay chính là cái dòng hồ quang này mà càng lớn ấy, thì hiệu ứng đẩy của cái cuộn dây thổi từ này và tương tác với cái hồ quang nó sẽ đẩy càng mạnh, và đẩy càng mạnh thì hồ quang sẽ càng sâu vào buồng dập và mạng dập, và hiệu ứng dập tắt hồ quang sẽ càng tốt. Do vậy mà cái cuộn dây dòng này nó có hiệu quả dập tắt hồ quang tốt ở vùng dòng điện lớn, đúng không ạ? Tuy nhiên là cái cuộn dòng này nó có một cái nhược điểm, đó là gì ạ? Vì nó đẩy tốt ở cái vùng dòng có giá trị lớn, đúng không ạ? Vùng dòng có giá trị lớn. Do vậy mà hồ quang nếu mà phát sinh ở khi mà xảy ra sự cố lớn của chúng ta, sự cố lớn trong mạch của chúng ta, ví dụ như là sự cố quá tải hay sự cố ngắn mạch, thì cái dòng nó rất là lớn.
Nhưng mà nếu mà cái quá trình phát sinh hồ quang mà lại xảy ra ở điều kiện bình thường, điều kiện dòng điện điện áp định mức hoặc là nhỏ điện áp định mức ấy, thì cái dòng dòng điện điện áp định mức nó rất là nhỏ. Ví dụ thiết bị ở nhà chúng ta cái dòng điện điện áp định mức nó chỉ khoảng dưới 5 ampere, rất là nhỏ, thì cái hiệu ứng của cái cuộn dây thử từ, cái hiệu ứng đẩy đẩy hồ quang này nó rất là kém. Và như vậy thì ở cái cuộn dây mắc nối tiếp này nó có tồn tại một cái vùng mà vùng dòng, đúng không ạ, mà cái hiệu ứng đẩy hồ quang của nó rất là kém, đúng không ạ, đó là vùng dòng định mức, nhỏ định mức, đúng không ạ. Vậy thì rõ ràng nếu anh muốn dùng cuộn dây thử từ để anh hỗ trợ cái biện pháp kiểm soát hồ quang ấy, thì anh chỉ sử dụng trong những trường hợp mà cái hồ quang ở đây nó phát sinh do sự cố quá tải hoặc ngắn mạch, tức là sự cố mà có dòng điện lớn ấy, thì anh dùng thôi. Còn những cái thiết bị nào mà nó có phát sinh hồ quang ở điều kiện làm việc bình thường, ví dụ như công tơ của chúng ta chẳng hạn, công tơ của chúng ta là cấp điện cho các thiết bị qua tiết điểm ấy, ở điều kiện làm việc bình thường chẳng hạn, đúng không ạ, thì nếu mà chúng ta dùng cuộn dây nối tiếp này, thì hiệu ứng của nó không cao, bởi vì dòng điện định mức thì cái khả năng đẩy của dây thử từ nó kém, đúng không ạ. Vậy những thiết bị nào mà dùng để đóng cắt trong trường hợp sự cố quá tải ngắn mạch, nó chính là cái automat của chúng ta, đúng không ạ, thì chúng ta có thể dùng cuộn dây mắc nối tiếp, đúng không ạ. Vậy thì để khắc phục cái cuộn dây nối tiếp này thì người ta tạo ra cái cuộn dây thứ hai, đó là cuộn dây mắc song song, đúng không ạ, cuộn dây mắc song song. Đó là thay vì chúng ta đưa cái cuộn dây thử từ mắc nối tiếp với tiết điểm, chúng ta mắc song song như cái mạch này, đúng không ạ, mắc song song đây, cuộn dây thử từ đây là tiết điểm này, đây là dòng hồ quang sắp phát sinh ở đây. Như vậy là để tạo ra cái lực đẩy, đúng không ạ, hồ quang và vùng buồng dòng mạng dập, thì chúng ta sử dụng điện áp thay vì sử dụng dòng điện. Do vậy cuộn dây mắc song song ở đây chính là cuộn áp, đúng không ạ. Mà cuộn áp của chúng ta thì vì sử dụng điện áp, do vậy chúng ta không thể không có tiết diện dây lớn được, chúng ta dùng tiết diện dây nhỏ, số lượng vòng dây lớn, đúng không ạ. Thì ưu điểm của cái cuộn dây mắc song song này này, hay chính là cuộn áp này này, đó là ở điều kiện làm việc bình thường, điện áp định mức ấy, thì là điện áp lớn nhất đặt vào cuộn dây. Và điện áp lớn nhất đặt vào cuộn dây thì đồng nghĩa với việc là cái lực đẩy nó sẽ là tốt nhất. Nhưng mà khi xảy ra sự cố, ví dụ quá tải chẳng hạn, thì điện áp nó sẽ tụt dưới điện áp định mức. Còn nếu là sự cố ngắn mạch thì điện áp bằng không luôn. Ngắn mạch là coi như điện áp bằng không. Đúng không? Chúng ta học lý thuyết mạch rồi, ngắn mạch điện áp bằng không. Và như vậy thì cái điện áp bằng không nó đặt trên tiết điểm thì cũng chính là điện áp đặt trên cuộn dây thử từ, đúng không ạ. Và như vậy điện áp bằng không thì coi như không có lực tác động. Do vậy ưu điểm lớn nhất của cái cuộn dây này đó chính là ở điều kiện là bình thường thì có nó tác động hồ quang rất là tốt, nó tạo được đẩy rất tốt. Nhưng mà nó lại có nhược điểm, đó là gì ạ, ở khi xảy ra sự cố quá tải hay ngắn mạch ấy, thì cái hiệu ứng đẩy của nó không có, nó không có tính áp dụng nào luôn, đúng không ạ. Cái nhược điểm tiếp theo là vì cái cuộn dây áp ấy thì tiết diện dây nhỏ, số lượng vòng dây lớn, do vậy mà cái độ bền cơ điện nhiệt của nó đều kém. Ở vấn đề tiếp theo là vì nó sử dụng điện áp, do vậy mà cái lực đẩy của nó sẽ phụ thuộc vào chiều tác dụng của cái lực tương tác, nó phụ thuộc vào cái chiều dòng điện, đúng không ạ. Đấy là ba cái nhược điểm. Tuy nhiên là nó có một cái ưu điểm lớn là nó sử dụng ở cái vùng làm việc định mức rất là tốt. Do vậy những cái thiết bị nào mà có phát sinh hồ quang ở chế độ làm việc định mức ấy, thì chúng ta có thể sử dụng cuộn dây song song hay là cuộn áp để hỗ trợ cái biện pháp phân đoạn hồ quang, đúng không ạ. Biện pháp tiếp theo, biện pháp thứ tư là chúng ta sử dụng nhiều chỗ cắt trong một pha, đúng không ạ. Thì để sử dụng nhiều chỗ cắt trong một pha thì chúng ta lên chết đây nhá. Đây là một cái mạch, giả thiết là ban đầu chúng ta sử dụng duy nhất một chỗ cắt, đó chính là cái chỗ CN ấy thôi, chúng ta không sử dụng cái K1, K2, đúng không ạ. Chúng ta sử dụng duy nhất một chỗ cắt thôi. Như vậy là sử dụng duy nhất một chỗ cắt thì để hồ quang được dập tắt ấy, thì như chúng ta đề cập ở phần hồ quang điện xoay chiều, mà thực tế sau này chúng ta thấy là thiết bị chúng ta chủ yếu là hồ quang điện xoay chiều, thiết bị xoay chiều, do vậy hồ quang của chúng ta chủ yếu là hồ quang điện xoay chiều. Vậy thì ở với một chỗ cắt thì để thỏa mãn cái điều kiện hồ quang tắt ấy, thì cái điện áp phục hồi của tiết điểm ấy, đúng không ạ, của cách điện ở trên tiết điểm ấy, UCT này phải lớn hơn UPH, lớn hơn cái điện áp đặt lên tiết điểm này, thì hồ quang sẽ tắt. Vậy thì nếu bây giờ chúng ta muốn cái hồ quang nó dễ tắt hơn, thì thay vì sử dụng một tiết điểm, tôi sử dụng thêm hai tiết điểm K1, K2 này nữa, đúng không ạ. Và khi tôi sử dụng hai tiết điểm K1, K2 này, thì vì tất cả hai cái K này dùng chung một chất khí, do vậy cái UCT nó giống nhau, nó chỉ khác nhau ở cái phục hồi, đó là điện áp tổng đặt lên K1, K2 là UPH. Nhưng bây giờ vì tôi sử dụng hai tiết điểm, do vậy mà cái UPH nó sẽ chia đôi ra, đúng không ạ, nó sẽ bằng UPH chia 2. Và như vậy cái điều kiện để cái UCT lớn hơn cái UPH chia 2 so với UPH ấy, thì cái điều kiện hai chỗ cắt này nó dễ xảy ra hơn, nó dễ thực hiện hơn, đúng không ạ. UCT nó dễ dàng lớn hơn UPH chia cho 2 so với việc là UCT lớn hơn UPH. Do vậy mà sử dụng hai chỗ cắt này thì giảm
Nhưng mà cái điều kiện dập tắt hồ quang nó tốt hơn, đúng không ạ? Điều kiện dập tắt hồ quang nó hơn, đúng không ạ? Bản chất ở đây chính là chúng ta phân nhỏ điện áp rơi trên mỗi tiết điểm để tạo cái điều ra được cái điều kiện dập tắt hồ quang dễ dàng hơn. Tuy nhiên là nó vấn đề là gì ạ? Nếu anh muốn chia đều được cái điện áp phục hồi này thì anh phải san được đều hai điện áp giữa hai tiết điểm này. Và để san được đều ấy, thì người ta đưa thêm, đúng không ạ? Một cái điện trở nối song song với tiết điểm có giá trị giống nhau, hai điện trở là hoàn toàn giống nhau, hoặc là thay cái hai điện trở lại bằng một tụ điện nối song song hai tiết điểm để làm sao chúng ta san thật đều hai điện áp. Bởi nếu anh không san đều thì nó hoàn toàn có thể là nó xảy ra sự cố. Ví dụ như tôi có hai tiết điểm này nhá, tôi có điện áp đặt vào là 500V. Nếu bây giờ tôi san đều ấy thì mỗi bên sẽ là 250V. Tuy nhiên là nếu bây giờ không san đều mà bây giờ chỗ này là chỗ K1 này là 400V, chỗ này là 100V chẳng hạn, thì chỗ 400V này nó không thỏa mãn điều kiện đánh điều kiện dập tắt, như vậy nó bị đánh thủng như vậy toàn bộ 500V nó lại dồn về cái chỗ K2, như vậy K2 bị đánh thủng tiếp, đúng không ạ? Do vậy người ta đã san thì người ta phải tìm cách để ta san đều, đúng không ạ? Và khi san đều rồi thì nếu chúng ta mở hai tiết điểm này ra, hồ quang phát sinh sau đó được dập tắt rồi thì chúng ta sẽ mở cái CL đi. CL này là ký hiệu của dao cách ly, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà chúng ta mở hai tiết điểm này ra nhé, đúng không ạ, hộp dòng điện nó không đi qua đây, nhưng mà vì có cái điện trở R và tụ C, do vậy dòng dò nó vẫn đi qua đây. Dòng dò đi qua đây thì để đảm bảo chắc chắn mở ra, chúng ta dùng cái dao cách ly chúng ta mở cái này hoàn toàn. Và khi mở cái này rồi thì hồ quang nó không phát sinh nữa, do vậy mà nó không xảy ra sự cố trên cái dao cách ly này. Đấy là biện pháp sử dụng nhiều chỗ cắt trong một pha, đúng không ạ? Biện pháp thứ năm là chúng ta sử dụng tiếp điểm, đúng không ạ, kiểu cầu, đúng không ạ? Thì sử dụng tiếp điểm kiểu cầu ở đây thì bản chất nó giống như là sử dụng nhiều chỗ cắt trong một pha, đó là thay vì sử dụng một vị trí cắt, bây giờ chúng ta sử dụng hai vị trí cắt. Đây, hai vị trí cắt, đây là tiếp điểm động này, an tĩnh này, đây là tiếp điểm động này. Chúng ta sẽ sử dụng hai chỗ cắt ở đây, đúng không ạ? Và đặc trưng nữa là hai chỗ cắt này nó sẽ làm u phục hồi chia đôi, như vậy nó hiệu ứng giống như sử dụng nhiều chỗ cắt trong một pha. Ở đây một cụ thể là hai chỗ cắt. Và hiệu ứng thứ hai là gì ạ? Cái dòng điện là hai vế này này, đúng không ạ? Thì dòng điện của chúng ta là nếu theo chiều này thì nó đi lên, chiều này đi xuống, và như vậy hai dòng điện song song ngược chiều thì nó đẩy nhau. Do vậy mà cái dòng bên phải nó đẩy dòng bên trái đẩy dòng bên phải. Và như vậy nếu anh trang bị hộp dập ở hai bên này thì nó hoàn toàn giống như việc chúng ta tự trang bị thêm hai cuộn dây thổi từ ở giữa này. Chúng ta trang bị thêm một cuộn dây thổi từ ở giữa, nó đẩy hồ quang vào sâu trong buồng dập của mạng dập. Như vậy sử dụng tiếp điểm của bắc cầu sẽ đem lại hai lợi ích. Lợi ích của biện pháp mà sử dụng nhiều chỗ cắt trong một pha, lợi ích của cái biện pháp là đẩy hồ quang vào sâu trong buồng dập mạng dập khi sử dụng cuộn dây thổi từ, đúng không ạ? Do vậy mà nếu có thể sử dụng tiếp điểm ở dạng bắc cầu thì người ta nên sử dụng tiếp điểm dạng bắc cầu. Tuy nhiên là cái kết cấu của tiếp điểm dạng bắc cầu nó sẽ phức tạp hơn so với cái tiếp điểm mà chúng ta vừa xét ở đây. Để chúng ta nhìn thấy cái phần tiếp điểm ở cái trên nhá. Tiếp điểm ở cái phần 4.1 đây. Đây tiếp điểm phần 4.1. Đúng không ạ? Cái phần tiếp điểm của 4.1 là kết cấu đơn giản hơn nhiều so với tiếp điểm kiểu bắc cầu. Đúng không ạ? Do vậy mà anh sử dụng tiếp điểm của bắc cầu thì nó có ưu điểm như trên, thì nó có nhược điểm là kết cấu của nó sẽ phức tạp hơn so với cái tiếp điểm thông thường chúng ta sử dụng. Tiếp điểm vừa rồi tôi chỉ cho các bạn đấy tiếp điểm của ngón, đúng không ạ? Đây là tiếp điểm của bắc cầu, kết cấu nó sẽ phức tạp hơn một chút, đúng không ạ? Biện pháp tiếp theo là biện pháp thứ 6 là người ta sử dụng dầu 10 mét áp, đúng không ạ? Sử dụng dầu 10 mét áp, đúng không ạ? Thì dầu 10 mét áp ở đây chúng ta xét tiếp điểm đây nhá, đây là tiếp điểm này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ ngâm toàn bộ hệ thống tiếp điểm này trong dầu 10 mét áp, đúng không ạ? Thì khi hồ quang phát sinh giữa hai tiếp điểm này, đây là tiếp điểm động, đây là tiếp điểm tĩnh, thì cái dòng hồ quang có nhiệt độ rất cao, 6.000 đến 18.000 độ cao. Do vậy với nhiệt độ rất cao như thế thì nó sẽ phân hủy dầu, đốt cháy dầu. Và khi nó đốt cháy dầu thì dầu sẽ bị sôi, bị phân hủy. Đúng không ạ? Và khi phân hủy cái dầu này nó sẽ tạo thành hỗn hợp khí, và chúng ta xét được, chúng ta nhìn, các bạn nhìn hình vẽ được rồi, đó chấm 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 này là hỗn hợp khí và hơi. Trong đó cái thành phần hydro ở trong cái phần khí hơi này nó rất là cao. Và phần hydro nó có đặc trưng là nó thu nhiệt rất là mạnh. Mà nó thu nhiệt rất mạnh nó sẽ truyền ra cái dầu này. Đúng không ạ? Và nó truyền ra dầu này thì làm cho nhiệt độ của quang sẽ giảm. Đúng không ạ? Tiếp theo là vì cái hỗn hợp khí này có áp suất rất là cao, áp suất là khoảng từ 5 đến 10 atmosphere. Độ bền điện của cái khối khí này cũng cao. Do vậy mà cái điều kiện cháy của quang nó sẽ kém. Độ bền điện càng ở cái vùng giữa hai tiếp điểm mà càng cao, đúng không ạ? Thì cái điều kiện cháy của quang càng kém. Do vậy mà nếu ở đây là sử dụng hồ quang điện xoay chiều thì tại thời điểm mà dòng điện hồ điện áp hồ quang ở giữa chu kỳ âm và dương ấy nó về bằng không thì là thời điểm thuận lợi nhất để hồ quang nó tắt, đúng không ạ? Thì để nâng cao hiệu quả của việc dập tắt hồ quang thì người ta có thể trang bị thêm cái biện pháp nữa, đó là biện pháp thổi hồ quang bằng cách đơn giản, đó là người ta làm cái bao quanh cái hệ thống tiếp điểm ở đây, đây nó bao quanh hệ thống tiếp điểm, đây người ta cho một cái khe thoát duy nhất cho cái tiết điểm động, đúng không ạ?
Thì rõ ràng khi hồ quang phát sinh nhá, áp suất ở trong bên này rất là lớn, đúng không ạ? Áp suất trong này rất lớn, và nguyên tắc của áp suất là nó sẽ đi từ nơi áp suất cao đến áp suất thấp. Do vậy mà áp suất ở đây rất lớn thì nó sẽ thoát theo cái đường này. Và khi nó thoát ra đường này thì nó lôi theo luôn theo hồ quang theo. Và khi nó lôi theo hồ quang theo thì đồng nghĩa với việc là giống như biện pháp chúng ta kéo dài hồ quang cực kỳ. Đúng không ạ? Thì ở đây là biện pháp này được gọi là biện pháp thổi dọc này. Đúng không ạ? Thổi dọc theo cái chiều dài chuyển động của cái tiếp điểm này. Biện pháp thứ hai là người ta làm cái bao bên ngoài ở dạng thổi ngang. Đây là người ta làm khe thoát ở ngang này. Đúng không ạ? Thì ở đây vùng áp suất lớn thì nó sẽ thoát theo cái đường này. Và khi nó thoát ra đường này thì nó kéo hồ quang đi theo. Kéo hồ quang đi theo thì tương đương với kéo dài hồ quang cực kỳ. Đúng không ạ? Đấy là biện pháp sử dụng thứ 6 dòng máy biến áp. Biện pháp thứ 7 là người ta dùng không khí nén. Đúng không ạ? Không khí nén. Thì không khí nén thì người ta nén không khí khô và sạch với áp suất cao từ 40 đến 45 MPa. Đúng không ạ? Và khi anh nén với áp suất từ 40 đến 45 MPa không khí khô và sạch ấy, thì cái độ bền điện của cái không khí nén này rất là cao. Đúng không ạ? Và độ bền điện rất cao này thì khi mà hồ quang phát sinh như hai tiếp điểm đây, chúng ta xét tiếp điểm đây nha, hai tiếp điểm này hồ quang nó phát sinh đây. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thổi thẳng cái khí nó vào, khí nén nó vào. Thì khi ta thổi thẳng khí nén nó vào chính là chúng ta can thiệp vào cái điều kiện cháy của hồ quang, thay đổi cái điều kiện cháy. Bởi khi ta thổi cái khí nén với áp suất cao, độ bền điện rất lớn vào đây thì nó làm cho cái độ bền điện của cái chỗ mà cháy hồ quang này nó tốt lên rất là nhiều và nó thúc đẩy quá trình UCT phát triển cao lên, tăng lớn lên. Và UCT tăng lớn lên thì nó rất dễ dàng thỏa mãn cái điều kiện UCT lớn hơn phục hồi. Đúng không ạ? Đồng thời khi anh thổi hồ quang vào đây thì rõ ràng là chúng ta thấy là hồ quang nó sẽ đi theo cái đường thoát của khí này và nó sẽ kéo dài hồ quang ra. Đúng không ạ? Thì đây là biện pháp người ta gọi là thổi ngang này. Đúng không ạ? Biện pháp này chúng ta đây là thổi dọc này. Đây là thổi dọc theo cái chiều của mở cái tiếp điểm này. Đúng không ạ? Đây là thổi dọc cái chiều tiếp điểm này. Hoặc là người ta có thể kết hợp vừa thổi ngang vừa thổi dọc theo cái hình D và hình E này. Đúng không ạ? Hình D và hình E. Đúng không ạ? Như vậy là chúng ta dựa biện pháp dùng không khí nén này là chúng ta thay đổi cái điều kiện cháy hồ quang, nâng cao chất lượng của khe khí. Đồng thời chúng ta có thể sử dụng các biện pháp để kéo dài hồ quang bằng biện pháp là trang bị thêm cái biện pháp thổi ngang, thổi dọc hoặc là thổi hỗn hợp. Tuy nhiên là nhược điểm của cái biện pháp lọc quang bằng không khí nén ở đây chính là việc là chúng ta phải có một cái bình khí lén đi kèm, thiết bị lén khí đi kèm. Do vậy mà nó rất là cồng kềnh và chi phí vận hành nó rất là cao. Đúng không ạ? Đấy là biện pháp 6. Biện pháp thứ 7, biện pháp thứ 8 là chúng ta dùng cái khí NF6. Thì khí NF6 hay gọi là khí Elega chúng ta đã học trong vật liệu điện rồi. Thì khí này ở điều kiện làm việc bình thường khi chúng ta chưa lén với áp suất gì cả, áp suất đúng áp suất môi trường ấy, thì cái độ bền điện nó đã cao hơn so với không khí từ 2,5 đến 3 lần. Như vậy là nếu chúng ta dùng khí NF6 này thay cho cái chất khí thay cho không khí ấy, thì chúng ta giảm kích thước của thiết bị đi ít nhất là từ 2,5 đến 3 lần. Đúng không ạ? Đồng thời thì cái khí NF6 này nó hấp thụ nhiệt rất là tốt. Đúng không ạ? Do vậy mà hấp thụ nhiệt tốt thì nó sẽ làm cho nhiệt độ hồ quang giảm đi. Đồng thời thì khi để sử dụng cái khí NF6 này thì để tăng hiệu quả thì người ta lén nó với áp suất từ 3 đến 7 MPa. Và vì vậy mà cái độ bền điện của khí NF6 khi mà lén với áp suất từ 3 đến 5 7 MPa thì nó gần như là tương đương với chân không. Mà chân không của chúng ta nó khoảng 100 kV trên mm. Và với cái độ bền điện lớn như thế thì kích thước giữa các tiếp điểm sẽ nhỏ đi. Đồng thời khả năng phát sinh hồ quang trong môi trường khí NF6 là khó xảy ra hơn. Và nếu nó xảy ra thì nhờ cái độ bền điện lớn, do vậy mà cái UCT nó phục hồi rất là nhanh. UCT nó tăng rất là nhanh và nó tăng rất nhanh thì nó sẽ rất dễ thỏa mãn cái điều kiện UCT đúng không phục hồi. Đúng không ạ? Do vậy mà dập hồ quang trong môi trường NF6 rất rất dễ. Đúng không ạ? Tuy nhiên là cái nhược điểm của khí NF6 đó là cái giá thành của nó là cao. Do vậy những thiết bị mà sử dụng khí NF6 thì nó cũng tăng giá thành lên. Đúng không ạ? Biện pháp thứ 9 là người ta dập hồ quang trong chân không. Đúng không ạ? Bản chất là chân không ở đây là chúng ta rút hết không khí đi. Đúng không ạ? Thì nó tạo ra môi trường chân không. Thì độ bền điện của môi trường chân không rất là lớn. Đúng không ạ? 100 kV trên mm. Đúng không ạ? Nghĩa là 1 mm thì chúng ta chịu được 100 kV đặt vào mà nó chưa bị đánh thủng. Do vậy mà gần như là khả năng mà đánh thủng cái khe khí nó gần như không xảy ra. Đúng không ạ? Và nếu nó có xảy ra thì vì cái độ bền điện cỡ 100 kV mm, do vậy mà rõ ràng là cái tốc độ phục hồi điện áp phục hồi độ bền điện của nó nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ phục hồi điện áp. Do vậy mà nếu nó có phát sinh thì tại thời điểm dòng điện điện áp về bằng không thì UCT nó sẽ rất dễ dàng lớn hơn phục hồi và hồ quang nó sẽ tắt. Đúng không ạ? Tuy nhiên là cái nhược điểm của cái vùng dùng khí NF6 cũng giống như chân không ấy, đó là anh phải duy trì được điều kiện áp suất và duy trì được điều kiện chân không. Mà muốn duy trì được điều kiện áp suất và duy trì điều kiện chân không thì cái kết cấu của cái buồng mà chứa cái tiếp điểm, đúng không ạ? Nơi mà phát sinh hồ quang ấy, nó phải kết cấu nó phải tốt để nó duy trì được cái áp suất của chất khí cũng như là duy trì được điều kiện chân không. Bởi vì nếu chúng ta không duy trì được hai cái điều kiện đó thì
hoàn toàn hồ quang nó sẽ cháy lặp lại, đúng không ạ? Nó sẽ hỏng, đúng không ạ? Biện pháp thứ 10, ở đây là người ta tăng tốc độ chuyển động của tiếp điểm. Đó là khi chúng ta mở hoặc đóng tiếp điểm ra thì chúng ta làm sao cho cái thiết bị, cái tiếp điểm nó chuyển động càng nhanh càng tốt, đúng không ạ? Thì khi mà nó chuyển động càng nhanh ấy, thì cái điện trường rơi trên vùng hồ quang ấy, nó sẽ càng giảm xuống. Bởi vì điện trường, chúng ta nhớ trong học vật liệu, điện trường E của chúng ta thì nó bằng U chia cho H. H là khoảng cách giữa hai tiếp điểm, U là điện áp đặt vào tiếp điểm, đúng không ạ? Như vậy điện áp đặt vào tiếp điểm là cố định rồi, thì nên điện trường nó chỉ phụ thuộc vào cái H, khoảng cách giữa hai tiếp điểm thôi. Như vậy nếu bây giờ chúng ta tăng tốc độ chuyển động từ tiếp điểm lên, nghĩa là chúng ta tăng tốc độ phát triển của cái H lên, và tăng tốc độ phát triển của cái H lên thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ giảm được cái E xuống, đúng không ạ? Và giảm được cái E, E chính là nguyên nhân để gây ra quá trình yên hóa, đúng không ạ? Và là nguyên nhân để phát sinh quá trình yên hóa, phát sinh điện tích ấy. Vậy thì nếu rõ ràng chúng ta giảm được cái E xuống thì quá trình yên hóa nó sẽ kém đi, và yên hóa kém đi thì đồng nghĩa với việc là số lượng điện tích tạo ra ít hơn và hồ quang sẽ dễ dập tắt hơn, đúng không ạ? Đấy là biện pháp thứ 10. Biện pháp thứ 11 là người ta tìm cách, người ta can thiệp vào điện áp phục hồi trên tiếp điểm bằng cách người ta mắc một cái điện trở phi tuyến song song với tiếp điểm, đúng không ạ? Ví dụ đây tiếp điểm K, tôi mắc một điện trở phi tuyến song song với tiếp điểm. Thì cái điện trở phi tuyến này nó có một tính chất là như sau. Cái điện áp của chúng ta biết là khi hồ quang nó phát sinh rồi, đúng không ạ? Khi hồ quang phát sinh đến tiếp điểm này, đúng không ạ? Thì cái điện áp đặt vào hồ quang ấy, nó chính là cái điện áp cháy ở lửa chu kỳ, giá trị điện áp nó rất là thấp. Giá trị điện áp nó rất là thấp. Và khi hồ quang mà tắt ấy, thì cái điện áp đặt vào ở đây sẽ là tương đương với điện áp định mức. À, tương đương với điện áp định mức. Vậy thì khi mà người ta mắc một cái điện trở để nó xâm nhận biết là gì ạ? Khi hồ quang phát sinh này, thì điện áp đặt lên tiếp điểm này ấy, đó, điện áp trên RS này nó suy giảm rất là nhanh, đúng không ạ? Suy giảm rất là nhanh, để cái điện trở của RS này suy giảm rất là nhanh, gần như bằng không. Như vậy thì khi cái điện áp ở đây suy giảm gần như bằng không ấy, thì dòng điện hồ quang thay vì đi qua hồ quang này, thì nguyên tắc của dòng điện là nơi nào cản trở ít thì nó đi qua, nơi nào cản trở nhiều thì nó không đi qua. Do vậy mà khi hồ quang phát sinh thì điện áp đặt lên tiếp điểm này chính là điện áp U hồ quang, thì cái RS này nó suy giảm về bằng không. Do vậy mà dòng điện hồ quang thay vì đi qua tiếp điểm thì nó sẽ đi qua RS này. Và khi đi qua RS thì không còn dòng hồ quang nữa, không còn hồ quang áp lên tiếp điểm này nữa. Và khi không còn dòng hồ quang áp lên tiếp điểm này nữa thì đương nhiên cái điện áp đặt lên hai tiếp điểm chính là điện áp nguồn, đúng không ạ? Và khi mà điện áp đặt lên hai tiếp điểm này chính bằng điện áp nguồn thì cũng chính là điện áp nguồn đặt lên RS, thì cái điện trở RS này lại phục hồi tính chất RS, nó lại tăng lên rất là lớn, đúng không ạ? Và khi nó tăng lên rất lớn thì đồng nghĩa với việc nó sẽ không có dòng đi qua RS này nữa, và hồ quang này tắt luôn rồi, đúng không ạ? Như vậy người ta dùng cái điện trở RS, người ta hạn chế cái điện áp phục hồi tiếp điểm, đúng không ạ? Và là người ta làm cho cái điều kiện để mà dập tắt hồ quang ở đây là tốt hơn, UCT nó dễ dàng lớn hơn UPH do là cái tác dụng của RS này, đúng không ạ? Đấy là 11 biện pháp dập tắt hồ quang, đúng không ạ? 11 biện pháp dập tắt hồ quang. Thì cái 11 biện pháp hồ quang này, dập tắt hồ quang này, người ta có thể sử dụng độc lập trong thực tế, tức là người ta sử dụng một biện pháp hoặc là người ta sử dụng 2-3 biện pháp kết hợp với nhau, làm sao cho để cái hồ quang mà nó khó phát sinh, và nếu nó có phát sinh thì có thể rất dễ dàng dập tắt, đúng không ạ? Đấy là mục tiêu của bài 1.6, đúng không ạ? Và cũng là cái nội dung của cuối của bài 1.6, đúng không ạ? Chúng ta sang cái bài tiếp theo và cũng là cái bài cuối cùng của cái chương 1, đó là bài 1.7, lực điện động trong khí cụ điện. Thì cái nội dung của bài 1.7 lực điện động trong khí cụ điện ấy, thì nó chia ra chúng ta làm 3 phần và xem xét từ phần 1, đúng không ạ? Và xét phần thứ nhất là các phương pháp tính lực điện động, đúng không ạ? Thì trước tiên là để mà tính lực điện động, chúng ta phải xem khái niệm lực điện động là gì, đúng không ạ? Thì lực điện động ở trong khí cụ điện thì nó đưa ra chúng ta khái niệm như sau. Khái niệm thứ nhất là lực điện động là lực tương tác giữa các mạch vòng dẫn điện đặt gần nhau trong không gian. Đó, lực tương tác giữa các mạch vòng dẫn điện đặt gần nhau trong không gian, hay được hiểu là cứ có cái mạch vòng nào mà đặt gần nhau, đúng không ạ, là nó xuất hiện lực tương tác, lực đẩy hoặc lực hút giữa hai cái mạch vòng này, đúng không ạ? Và cái lực đó người ta gọi là lực điện động. Cái này trong vật lý chúng ta đã xét rồi, lực điện đấy, đúng không ạ? Lực điện giữa cái điện tích dương và điện tích âm, hoặc là giữa hai điện tích dương, bây giờ ta nhân lên cái điện đó đi chạy trong dây dẫn thì nó cũng sinh ra cái lực tương tác, người ta gọi cái lực điện động. Vậy thì vấn đề là tại sao tôi phải quan tâm đến cái lực này làm gì, đúng không ạ? Và cái lực này nó ảnh hưởng gì đến cái hoạt động của khí cụ điện mà chúng ta phải quan tâm đến nó, đúng không ạ? Thì rõ ràng là các mạch vòng dẫn điện thì thường xuyên tồn tại ở trong các thiết bị điện của chúng ta,
Ví dụ dây dẫn của chúng ta, cái dây dẫn điện của chúng ta nó có hai dây, hai dây chúng ta đặt ngay cạnh nhau, đúng không ạ? Như vậy là hai chúng ta có hai cái mạch vòng đặt cạnh nhau, đúng không ạ? Hai mạch vòng đó rõ ràng là có dòng điện chạy qua, như vậy có lực tương tác, đúng không ạ? Vậy thì ở điều kiện bình thường, tất cả các khí cụ, các thiết bị được thiết kế để sao cho cái lực điện động này, cái lực tương tác giữa các mạch vòng dẫn điện này nó không đáng kể, tức là nó gần như không ảnh hưởng chỉ đến cái chế độ hoạt động của thiết bị. Tuy nhiên là khi mà xảy ra sự cố, vì cái lực này nó liên quan đến cái dòng điện chạy trong dây dẫn, cho nên khi xảy ra sự cố, đặc biệt là sự cố ngắn mạch ấy, thì cái dòng điện ngắn mạch nó rất là lớn, lớn rất nhiều lần so với dòng định mức. Do vậy lực điện động ở đây sinh ra rất là lớn, dòng lớn thì lực sinh ra lớn, và lực sinh ra lớn này nó có thể hoàn toàn làm phá hủy cái kết cấu của cái thiết bị điện, phá hủy kết cấu của khí cụ điện, đúng không ạ? Và phá hủy như thế thì coi như thiết bị hỏng, đúng không ạ? Và cái điều này chúng ta không mong muốn, chúng ta không mong muốn cái điều này xảy ra, đúng không ạ? Vấn đề thứ hai nó là tất cả các thiết bị của chúng ta bây giờ người ta mong muốn là thu hẹp kích thước lại, kích thước thiết bị càng ngày càng nhỏ, và khi kích thước thiết bị càng ngày càng nhỏ thì các cái phần dẫn điện nó sẽ phải càng ngày càng gần nhau, phần cách điện sẽ phải càng ngày càng nhỏ đi, và khi cái phần dẫn điện mà đặt càng gần nhau thì khoảng cách cho các phần dẫn điện càng nhỏ lại thì cái lực tương tác nó sẽ càng mạnh lên, bởi vì cái lực đấy liên quan đến khoảng cách và liên quan đến giá trị dòng điện, đúng không ạ? Vậy thì anh không tăng giá trị dòng điện nhưng mà anh giảm khoảng cách đi thì cái lực nó tương ứng cũng lớn lên, đúng không ạ? Vậy thì người ta sẽ phải đưa ra khuyến cáo là anh giảm đến bao giờ thì dừng, chứ anh không thể cứ giảm mãi được, đúng không ạ? Vậy thì anh phải tính xem là cái lực điện động này bằng bao nhiêu, nó phụ thuộc vào thông số gì để anh có thể can thiệp. Can thiệp thứ nhất là anh có thể thu hẹp khoảng cách đến mức nào anh muốn. Cái thu hẹp thứ hai là anh làm cho cái khí cụ nó không bị hỏng khi mà xảy ra sự cố ngắn mạch, nếu anh biết được cái giá trị độ lớn, đúng không ạ, cực đại, và biết được cái độ giá trị độ lớn cực đại này thì anh sẽ chọn cái vật liệu làm sao nó chịu được cái lực cực đại đó thì nó sẽ không bị hỏng, đúng không ạ? Vậy thì cái lực giá trị cực đại nó tại thời điểm nào thì người ta thấy chứng minh được rằng là giá trị cực đại của lực điện động lớn nhất tại thời điểm mà dòng điện ở trong mạch điện đạt giá trị cực đại, mà cái dòng điện đạt giá trị cực đại là khi xảy ra sự cố ngắn mạch, đúng không ạ? Tại thời điểm omega t bằng pi, hay chúng ta trong lý thuyết mạch chúng ta gọi đó là dòng xung kích, y xung kích nó bằng k xung kích nhân với căn bậc 2 của y ngắn mạch, trong đó hệ số k xung kích trong lý thuyết mạch chúng ta thường lấy nó bằng 1.8, còn y ngắn mạch là cái dòng điện ngắn mạch xác lập, thì chúng ta để muốn tính ở vị trí nào thì chúng ta dùng cái lý thuyết ngắn mạch chúng ta tính được ở vị trí đó, đúng không ạ? Đấy là tại sao lại phải quan tâm đến cái lực điện động trong khí cụ điện, đúng không ạ? Như vậy mục tiêu rõ ràng là bây giờ chúng ta muốn hạn chế tác hại của cái lực điện động, đúng không ạ? Thì chúng ta phải tính toán được nó. Vậy thì có bao nhiêu cách tính cái lực điện động, đúng không ạ? Thì ở đây người ta đưa cho chúng ta hai cách tính, đúng không ạ? Tôi giới thiệu ngắn gọn hai cách tính thôi. Cách tính thứ nhất là người ta dùng cái phương pháp tính lực điện động theo định luật Biot-Savart-Laplace. Cái định luật này được kết hợp với ba cái nhà khoa học lại, đúng không ạ? Thì cái định luật này phát biểu như sau, đúng không ạ? Đó là chúng ta xét hai cái thanh dẫn mang hai dòng điện đặt gần nhau trong không gian. Bây giờ nhiệm vụ là chúng ta sẽ phải tính cái lực tương tác giữa hai thanh dẫn này, là xuất hiện lực, đúng không ạ? Thì để tính cái lực điện động này thì chúng ta xét một cái vi phân chiều dài DL1 ở trên thanh dẫn thứ 1 nhá, thanh dẫn thứ 1 này. Nó xét một vi phân chiều dài rất là nhỏ ở trên cái thanh dẫn thứ 1 này. Thì vì hai thanh dẫn này mang dòng điện, do vậy mỗi một dòng điện sẽ sinh ra một từ trường xung quanh nó. Do vậy cái thanh dẫn thứ 1 này này sẽ nằm trong vùng từ trường cho thanh dẫn thứ 2 tạo ra, do cái dòng điện I2 này tạo ra này. Và do vậy mà chúng ta sẽ xuất hiện cái từ trường B do cái dòng điện I2 này tạo ra. Từ trường B này sẽ tương tác với cái vi phân chiều dài mà mang một dòng điện là chính là I1. Đúng không ạ? Thì chúng ta lại quay lại là gì ạ? Thanh dẫn mà mang dòng điện đặt trong từ trường thì sẽ xuất hiện lực tương tác vào cái thanh dẫn này, đúng không ạ? Áp dụng theo đúng cái quy luật, đúng không ạ? Bàn tay trái, đúng không ạ? Đặt cái chiều dài từ cổ tay đến ngón tay theo chiều của dòng điện, sao cho cái lòng bàn tay hướng vào từ cảm hướng đâm vào cái lòng bàn tay của chúng ta, chiều chúng ta chõi, đúng không ạ? Bàn tay trỏ ra, đúng không ạ? Một góc là 90 độ ấy, thì đấy chính là chiều của cái lực tương tác bàn tay trái. Nếu bạn như vậy chúng ta nhìn thấy cái DF nó hướng thế này. Vậy thì giá trị DF bằng tính bằng cái nào? Thì giá trị DF nó sẽ bằng dòng điện I nhân với tích của cái vector DL vi phân chiều dài này với cái từ cảm B, khai triển ra chúng ta bằng I1 nhân B nhân sin beta nhân với DL1, đúng không ạ? Như vậy là nếu chúng ta đo được dòng điện này, nếu chúng ta xác định được beta này, B từ cảm B là chúng ta xác định được cái sin beta này. Beta là cái góc tạo bởi giữa từ cảm B và cái phương của cái vi phân chiều dài DL1, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tính được cái DF, đúng không ạ? Vậy thì một vi phân chiều dài của DL có một cái DF, vậy thì cả chiều dài L sẽ có cái lực tương tác là F bằng tích phân từ 0 đến L1 của DF,
khai triển ra chúng ta nói này. Như vậy trong công thức này nếu đo được cái I1 này rồi thì bây giờ nếu chúng ta xác định được cái B và xác định được sin beta là chúng ta tính được cái F này thôi. Như vậy thì B này là do cái dòng điện I2 sinh ra. Vậy thì làm cách nào để xác định được B? Thì để xác định được B thì bắt đầu người ta phải sử dụng cái phương trình định luật Biot-Savart-Laplace. Định luật Biot-Savart-Laplace giúp chúng ta tính tại một cái điểm N cách một cái vi phân chiều dài DL2 của thanh dẫn L2 một khoảng là R ấy, thì nó sẽ có một cái cường độ điện trường là DH. Đúng không ạ? Cường độ điện trường DH. Thì cái cường độ điện trường DH này tính theo định luật Biot-Savart-Laplace nó có giá trị như sau: DH nó bằng I2 nhân DL2 nhân sin alpha 4 pi R bình. Đúng không ạ? Trong đó R là khoảng cách giữa cái N lại đến cái trọng tâm của vi phân chiều dài DL2. Alpha là góc tạo bởi cái đường lối giữa N với trọng tâm và cái tiếp tuyến lại đính cái tâm ở giữa này, alpha. Đúng không ạ? Đấy là alpha, đúng không ạ? DL2 là vi phân chiều dài rồi. I2 là dòng điện chạy ra thanh dẫn là. Như vậy là tại một điểm N lại có một cái tạo ra vi phân chiều dài DL2 này tạo ra một cái tại điểm N này cái giá trị là DH. Đúng không ạ? Như vậy từ cảm ở tại điểm N này bao nhiêu? Thì từ cảm bằng N DB nó sẽ bằng μ0 nhân DH, cho đó μ0 là độ dẩm của không khí. Và chúng ta xét cái thanh dẫn này đặt trong không khí. Đúng không ạ? Vậy thì có vi phân DB rồi thì phải lấy toàn bộ chiều dài DL sẽ sinh ra B. Vậy thì cái từ cảm B sẽ tính bằng tích phân từ 0 đến L2. L2 là chiều dài của thanh dẫn thứ hai này. Đúng không ạ? Của cái toàn bộ cái biểu thức này. μ0 nhân với ta thay μ0 bằng μ0 bằng μ0 nhân I2 nhân sin alpha nhân 4 pi R bình nhân DL2. Như vậy nếu chúng ta thay cái B0 này vào công thức trước, thay B vào công thức trước thì chúng ta có khai triển biểu thức lực điện động tính bằng F bằng. Đúng không ạ? F bằng μ0 I1 I2 nhân với tích phân từ 0 đến L1, tích phân từ 0 đến L2 sin alpha sin beta 4 pi R bình DL1 DL2. Đây là biểu thức tính cái lực điện động này. Đúng không ạ? Thì nó thay cái μ0 vào. Sau đó chúng ta đặt cái phần có tích phân này, nó bằng KC, số kết cấu mạch vòng ấy, thì chúng ta rút được công thức F nó bằng 10√7 I1 I2 nhân KC. Đúng không ạ? Được gọi là KC là hệ số kết cấu mạch vòng. Như vậy là cái công thức này để tính được cái F này chúng ta chỉ việc đo I1 I2 và tính KC thôi. Đó là vấn đề KC là nó phụ thuộc vào cái kết cấu mạch vòng, nó phụ thuộc vào alpha beta này, phụ thuộc vào chiều dài L1 L2, phụ thuộc vào R khoảng cách giữa hai cái thanh dẫn này. Do vậy mà những cái kết cấu mạch vòng nào mà dễ dàng tính được cái tích phân này thì chúng ta áp dụng công thức này. Đúng không ạ? Bởi vì đây là tích phân đường nhé. Tích phân đường. Đúng không ạ? Do vậy mà phải là kết cấu mà dễ dàng tính được tích phân này thì chúng ta áp dụng công thức này. Còn nếu mà những trường hợp mà mạch điện mà khó xác định cái KC thì chúng ta phải dùng phương pháp khác. Vậy phương pháp khác là phương pháp nào? Đúng không ạ? Thì nó có một phương pháp thứ hai được gọi là phương pháp tính được điện động theo cân bằng năng lượng. Đúng không ạ? Thì theo phương pháp theo cân bằng năng lượng. Xin lỗi các bạn là chúng ta lại hết thời gian 40 phút rồi. Tôi lại ngắt nhé. Các bạn nghe được không ạ? Được. Tôi lại ngắt xong rồi tôi giảng lốt cái phần còn lại ngắn thôi. À, chúng ta hết bài này thôi. Ngắt các bạn vào lại nhé. Rồi thì cái phương pháp thứ hai tính lực điện động theo cân bằng năng lượng người ta lý luận như sau. Đó là chúng ta có hai cái thanh dẫn giống y như ở phần trước, hai thanh dẫn đặt gần nhau. Thì hai thanh dẫn này sẽ có dòng điện đi qua, và có dòng điện đi qua thì nó sinh ra từ cảm, mà có từ cảm sẽ có năng lượng điện tử.
Thế là chúng ta đã nghĩ bản đồ không mạch, chúng ta biết là nó có một cái thanh dẫn mang dòng điện là xuất hiện năng lượng điện tử xung quanh cái thanh dẫn đó, đúng không ạ? Và chính cái năng lượng điện tử đó là nguyên nhân để sinh ra cái lực điện động. Đó, do vậy mà người ta xuất phát từ cái năng lượng điện tử là nguồn gốc để sinh ra điện động. Người ta bây giờ người ta tìm cách người ta xác định cái năng lượng đó giá trị bao nhiêu. Đúng cho con ấy không đi nhờ Soroka ấy, cái đồ ấy. Năng lượng điện tử ấy thì được tính theo công thức là V kép bằng 1 phần 2 L1 nhân I1 cộng 1 phần 2 L2 nhân I2 bình phương cộng N I1 nhân I2. Đúng ạ. I1, I2. Thì cái L1, L2 là điện cảm của hai cái mạch vòng. Đúng ạ, điện cảm của hai cái thanh dẫn mà. I1, I2 là dòng điện trong hai thanh dẫn và N là hỗ cảm giữa hai cái mạch vòng. Đúng ạ. Vậy thì cái lực điện động của chúng ta sẽ tính bằng công thức nào? Đúng ạ. Thì để tính được điện động này chúng ta xét hai trường hợp đặc biệt. Đó là trường hợp thứ nhất là một cái hệ thay vì hai mạch vòng, chúng ta chỉ có một mạch vòng thôi. Đúng ạ, chỉ có một mạch vòng và chỉ có một dòng điện. Thì cái công thức để tính lực điện động nó sẽ bằng đạo hàm riêng của V kép theo cái phương chúng ta tính lực điện động. Đạo hàm riêng của V kép trên dx. Đúng không ạ? Thì vì chỉ có một mạch vòng do vậy chúng ta sẽ bỏ cái L2I2 đi, bỏ M I1 I2 đi và không còn hỗ cảm nữa, không còn thanh dẫn thứ hai nữa, nó chỉ còn thanh dẫn thứ nhất. Đúng không ạ? Do vậy mà nó sẽ bằng I1 phần 2 I bình phương dl trên dx bằng 1 phần 2 I nhân V kép dv cong phi d cong x. Cái bản chất là muốn phi trên x này, bản chất là chúng ta thay vào thôi. Khai triển cái công thức L này ra thôi, khai triển công thức I này ra, chúng ta ra công thức thứ hai thôi. Đúng không ạ? Như vậy nó bằng 1 phần 2 dòng điện nhân với số vòng cuộn dây của cái mạch vòng nhân với đạo hàm riêng của từ thông theo cái phương x bất kỳ. Đấy là cái hệ một mạch vòng. Trường hợp thứ hai là chúng ta xét cái hệ có hai mạch vòng. Hai mạch vòng L1 là hai có hỗ cảm M. Nhưng mà hệ hai mạch vòng nó có một đặc trưng là điện cảm của hai mạch vòng bằng hằng số. Do vậy mà đạo hàm của cái điện cảm này theo bất kỳ cái phương nào thì nó đều bằng không. Do vậy khi anh khai triển cái d cong v kép trên d cong x ra thì hai cái thành phần L1 và L2 nó bằng không rồi. Do vậy là chỉ còn thành phần M hỗ cảm giữa hai mạch vòng. Do vậy mà cái F nó bằng I1 I2 nhân d cong M trên d cong x. Đúng không ạ? Như vậy là cả hai trường hợp mà phổ biến nhất mà chúng ta bắt gặp trong thực tế đó là hệ có một mạch vòng. Hệ một mạch vòng chứ là hệ nào? Hệ một mạch vòng chính là hệ chúng ta quấn cuộn dây vào trong cái cuộn dây của cái động cơ điện ấy. Hoặc là chúng ta quấn cuộn dây vào cái cuộn dây của cái bề biến áp ấy, nó chỉ có một mạch vòng, quấn từ đầu đến cuối nó chỉ có một mạch vòng, đúng không ạ? Thì đấy là hệ một mạch vòng. Còn hệ hai mạch vòng là nó sẽ xét ở cái máy biến áp hai pha, chúng ta có hai cuộn dây, nếu mà như vậy chúng ta có hai cuộn dây thì nó hai mạch vòng. Tuy nhiên là cái cuộn dây đó thông thường có điện cảm mà cố định, như vậy đạo hàm với điện cảm bằng không. Tuy nhiên là nó sẽ có hỗ cảm giữa hai cuộn dây, đúng không ạ? Do vậy chúng ta xét trường hợp thứ hai, đấy là hai trường hợp điển hình nhất mà chúng ta bắt gặp trong thực tế. Đúng không ạ? Như vậy công thức của cả hai trường hợp này đều đòi hỏi chúng ta phải có tính cái tích phân à, tính đạo hàm riêng của L hoặc đạo hàm riêng của M là theo một phương x bất kỳ. Do vậy mà cái biện pháp này chỉ dùng để tính khi chúng ta biết được biểu thức giải thích của cả L hoặc cũng cả M. Còn nếu anh không biết được biểu thức giải thích của hai cái thông số này thì anh không thể tính được theo cách này. Đúng không ạ? Như vậy là mỗi một phương pháp có hai cách tính. Đúng không ạ? Một là tính theo cân bằng năng lượng chúng ta vừa xét này, hai là chúng ta vừa tính theo cái định luật Riemann-Lapplace. Thì mỗi một phương pháp đều có một giới hạn để tính toán riêng. Đúng không ạ? Do vậy không dùng phương pháp này chúng ta chuyển phương pháp kịp. Đúng không ạ? Vấn đề tiếp theo là bây giờ chúng ta xác định hướng của lực điện động như thế nào? Thì để xác định hướng của lực điện động ấy, thì như phân tích ở phần trên ấy, thì lực điện động được sinh ra là do từ trường của các cái cuộn dây nó tạo ra, nó tương tác với nhau. Do vậy mà để xác định hướng của lực điện động, việc đầu tiên là chúng ta xác định cái chiều của từ cảm B. Mà chiều của từ cảm B được xác định theo quy tắc vạn nút chai. Đúng không ạ? Quy tắc vạn nút chai chúng ta đã biết rồi, đúng không ạ? Chúng ta đặt cái nút chai theo chiều của dòng điện, sau đó chúng ta xoay cái nút chai theo làm sao cho cái chiều nút chai nó tiến theo chiều dòng điện, thì cái chiều quay của cái nút chai đó chính là chiều của từ cảm B. Hay quy tắc vạn nút chai được phát biểu là quy tắc cái đỉnh ốc ấy. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta xét một ví dụ nhé. Đây chúng ta hai thanh dẫn song song cùng chiều này. Vậy chúng ta xác định theo chiều của từ cảm B như thế nào? Đúng không ạ? Thì tôi giả thiết cái chiều của từ cảm B nhá, nó đi giống như đường mũi tên này này. Thì nếu chúng ta nhìn từ bên trước mũi tên nhìn lại thì chúng ta nhìn thấy cái đầu mũi tên, coi như đường ta nhìn thấy một dấu chấm. Còn nếu chúng ta nhìn từ đằng sau, phía đằng sau là mũi tên này nó bao giờ nó có đuôi đằng sau, chia làm bốn cánh ấy. Đúng không ạ? Thì chúng ta nếu chúng ta nhìn từ đằng sau lại thì chúng ta thấy cái mũi tên nó sẽ là cái đuôi mà nhìn thấy hình dấu cộng. Đúng không ạ? Vậy thì nếu chúng ta xét cái từ cảm là nó sinh ra do cái dòng điện I1 này, nó xét ở cái mặt phẳng nằm ngang so với cái phương của cái thanh dẫn I này, thì nếu mà nó đi ra từ bên 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 trong nó đang đi ra thì chúng ta nhìn thấy cái điểm chấm.
Đúng không ạ? Còn nếu mà nó đang đi vào bên trong này thì ta nhìn thấy điểm cộng. Đúng không ạ? Vậy chúng ta xét cái từ cảm do dòng điện I1 nó sinh ra thì ở phía trên này nó đang đi ra, phía trên dưới này đang đi ra, phía dưới này nó đang đi xuống. Đúng không ạ? Như vậy ở phía trên này chúng ta là dùng dấu chấm này, tôi biểu hiện một nét chấm này. À, phía dưới là nét cộng. Đúng không ạ? Vậy thì chiều thứ hai chúng ta xác định đó là chiều F được xác định theo quy tắc bàn tay trái. Thì quy tắc bàn tay trái trước tôi đã phát biểu cho các bạn rồi đúng không ạ? Chúng ta đặt bàn tay trái theo chiều của dòng điện sao cho cái từ cảm nó hướng vào lòng bàn tay. Thì chiều chúng ta chõi một ngón tay, chiều chúng ta chõi ngón tay cái góc 90 độ, đó chính là chiều của lực F. Vậy thì với cái hai dòng điện song song cùng chiều này thì chúng ta có lực F tương tác là cùng chiều hướng vào. Đúng không ạ? Như vậy hai thanh dẫn song song cùng chiều là hút nhau. Hai thanh dẫn song song ngược chiều thì gì? Đẩy nhau. Hai thanh dẫn vuông góc này thì nó sẽ bẻ cái góc vuông này ra. Đúng không ạ? Và hai thanh dẫn chéo nhau này thì nó cũng có tác dụng bẻ cái góc chéo này ra, bẻ cái góc vuông này ra. Đúng không ạ? Như vậy tương tự như vậy, chúng ta có thể xác định được bất kỳ cái trường hợp nào. Đúng không ạ? Trường hợp nào chúng ta có thể xác định được lực F nếu chúng ta biết chiều dòng điện. Đúng không ạ? Cứ từ chiều dòng điện chúng ta xác định chiều của từ cảm theo cái bạn nút chai. Có được chiều từ cảm rồi thì chúng ta sẽ xác định được quy tắc theo quy tắc bàn tay trái, chúng ta sẽ định được chiều của lực F. Nhưng lưu ý nhá, để xác định chiều lực tác dụng lên I2 này, chúng ta phải bám vào từ cảm do I1 sinh ra. Để xác định chiều tác dụng lên I1, chúng ta phải bám vào từ cảm do I2 sinh ra. Đúng không ạ? Nghĩa là cái từ cảm của cái này sẽ tương tác với cái dòng điện và cái còn lại để xác định được chiều của F. Đúng không ạ? Phần tiếp theo là chúng ta xác định cái phần thứ ba. Đó phần này, đó là lực điện động do dòng xoay chiều sinh ra. À, tại sao chúng ta lại chỉ quan tâm đến lực điện động do dòng xoay chiều sinh ra mà chúng ta không quan tâm đến lực điện động do dòng một chiều? Bởi vì mạch xoay chiều chúng ta phổ biến hơn so với mạch một chiều. Do vậy người ta chủ yếu người ta xét lực điện động do dòng xoay chiều sinh ra. Thì chiều lực điện động do dòng xoay chiều sinh ra chúng ta xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là lực điện động ở mạch một pha. Ở mạch một pha chúng ta là chúng có hai thanh dẫn song song này, ngược chiều. Cái mạch mà chúng ta sử dụng thường xuyên ở nhà chúng ta, một dây vào một dây ra. Đúng không ạ? Đó là thanh dẫn song song ngược chiều. Thì hai thanh dẫn song song ngược chiều thì nó đẩy nhau. Và để tính được điện động thì chúng ta xét ở hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chế độ xác lập. Thì cái dòng điện chạy trong mạch của chúng ta theo quy luật sin nó bằng IM nhân sin omega t. Và vì hai thanh dẫn này song song ngược chiều do vậy rất dễ tính KC. Do vậy chúng ta tính theo cái lực. Đúng không ạ? Khai triển theo đúng công thức F bằng I1 I2 nhân KC. Chúng ta khai triển ra chúng ta sẽ tính được cái lực điện động nó sẽ biến thiểu theo công thức này. F bằng FM sin bình phương omega t. Khai triển ra thì nó sẽ gồm hai thành phần. Thành một thành phần thứ nhất là 1 phần 2 FNM và thành phần thứ hai là 1 phần 2 FNM cốt 2 omega t. Đấy ạ, chúng ta khai triển ra thì cái thành phần hai thành phần nó gồm cái thành phần F1 là bằng hàng số này, bằng 1 phần 2 FNM này. Thành phần thứ hai là thành phần nét đứt màu xanh này. Đúng không ạ? Biến đổi với hai lần chu kỳ của nguồn, cộng hai thành phần nó lại với nhau để chúng ta được cái đường nét liền to này. Đấy không ạ? Chúng ta lấy đường nét liền to là chúng ta thấy là cái lực F nó biến đổi lại đạt giá trị cực đại nó bằng FNM và đạt giá trị cực tiểu nó bằng 0. Như vậy lực điện hút lực điện động nó biến đổi từ 0 đến FNM. Đúng không ạ? Trường hợp thứ hai là xảy ra sự cố ngắn mạch. Khi xảy ra sự cố ngắn mạch thì cái dòng điện ngắn mạch sẽ biến đổi theo quy luật I bằng IM nhân với E mũ trừ T nhỏ đến T lớn trừ đi cos omega T. Tức là nó gồm hai thành phần. Một thành phần là biến đổi theo quy luật đánh sin mà một thành phần thì biến đổi theo quy luật là mũ. Đúng không ạ? Và người ta thấy rằng là sau thời gian t bằng pi trên omega thì cái dòng điện đạt cực đại mà người ta gọi đấy là dòng điện xung kích. Thì dòng điện đạt giá trị cực đại thì lực điện động cũng đạt giá trị cực đại. Đúng không ạ? Và người ta cũng biểu diễn cái quan hệ thời gian của dòng điện, quan hệ thời gian của lực điện động theo thời gian, người ta được suy ra được cái đường đặc tính như này. Đúng không ạ? Đường đặc tính này các bạn nhìn đồ thị nhá, đồ thị thứ nhất cái trục này chúng ta gọi là trục F nhân Y này, trục thứ hai là trục thời gian omega t này. Chúng ta thấy cái dòng điện trong mạch này, dòng điện ngắn mạch này. Biến đổi theo đường nét đứt này. Và dòng điện ngắn mạch đạt giá trị cực đại tại omega t bằng pi này. Các bạn nhìn nó giống này, omega t bằng pi. Và dòng điện cực đại thì lực điện động cũng đạt giá trị cực đại. Đúng không ạ? Và thành phần mà không chu kỳ của dòng điện hình sin ấy, nó sẽ dao động theo đường nét liền này, quy luật hàm mũ này. Như vậy đến khoảng omega t bằng 7 pi là thành phần không chu kỳ của dòng điện xoay ngắn mạch nó bằng 0. Và như vậy thì chỉ còn thành phần chu kỳ trong thành phần ngắn mạch. Đó, sau các bạn sau đoạn thấy là các bạn đều biến đổi theo đúng quy luật hình sin. Vậy thì lực điện động nó cũng biến đổi như thế, lực điện động là giá trị cực đại tại omega t bằng pi. Sau cái thời điểm này thì cái lực điện động, cái đỉnh của lực điện động nó giảm dần, giảm dần, giảm dần, giảm dần, giảm dần. Như vậy nếu mà khí cụ điện mà chịu được cái lực cực đại này, đúng tại thời điểm omega t bằng pi này, thì các giá trị lực điện động sau này nó có khả năng nó chịu được, nó có khả năng chịu được.
Và chính cái cơ sở lý luận này thì sau này chúng ta sẽ có một khái niệm gọi là độ bền điện động, đúng không ạ? Đấy là độ bền điện động. Tương tự như thế thì ở trường hợp tiếp theo chúng ta có cái lực điện động ở mạch 3 pha. Thì cái lực điện động ở mạch 3 pha thì người ta lý luận tương tự như ở mạch 1 pha, đó là mạch 3 pha chúng ta có 3 pha IA, IB, IC này, đặt cách nhau một khoảng cách là A. Đúng không ạ? Thì vì ba cái thanh dẫn này đặt cách nhau khoảng là A, do vậy mà để xét lực điện động thì chúng ta sẽ xét chiều dòng điện trước. Với thanh dẫn trong 3 pha này thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Hai thanh dẫn đi vào, một thanh dẫn sẽ phải đi ra. Như vậy nếu chúng ta xét pha A, pha B thì hai pha A và pha B này là song song cùng chiều. Còn nếu chúng ta xét pha B và pha C là song song ngược chiều. Vậy thì nếu chúng ta xét lực điện động tác động lên pha A thì chúng ta sẽ xét từng cặp một, cặp A với B và cặp A với C. Và chúng ta sẽ tính được lực tổng tác động lên pha A. Nếu ví dụ như là ta xét pha A ở đây này, nó sẽ bằng FAB nhân với FAC. Đúng không ạ? Đây các bạn xét chiều này, FAB, FAC. Như vậy FA nếu mà chúng ta xét FAB này thì chúng ta chỉ xét mỗi thanh dẫn A với thanh dẫn B thôi, thì chúng ta lại tuân thủ giống như chúng ta xét lực điện động ở mạch một pha. Đúng không ạ? Nó sẽ áp dụng đúng công thức như thế, chúng ta tính được FAB. Tương tự như vậy, khi xét A với C chúng ta cũng có được công thức tính FAC. Như vậy có hai cái F thành phần này rồi, chúng ta cộng lại chúng ta sẽ được ra là cái FA. Đúng không ạ? Ra là FA. Như vậy chúng ta tính được lực điện động lên pha. Tương tự như thế, nếu tính pha B chúng ta cũng tính lực điện động của pha A với pha C nó tương tác với pha B. Như vậy cứ lặp lại như vậy chúng ta sẽ tính được lực điện động của cả ba pha. Đúng không ạ? Và kết quả của việc tính lực điện động trong ba pha là chúng ta biểu diễn trên cái đường đặc tính này. Đây là ba pha ABC này. Đúng không ạ? Ở đây là dòng điện biến thiên này. Đúng không ạ? Nhìn thấy đường dòng điện biến thiên này. Còn lực điện động chúng ta bằng cái led kẻ này. Bằng cái led kẻ này. Thì cái led kẻ chúng ta thấy là gì ạ? Ở cái pha B này thì lực điện động xuất hiện ở cả hai phía của pha, và hai cái điểm đỉnh của lực là nó đều nhau. Đều nhau. Và người ta kết luận là lực tác động của pha B này là đều nhau, lực đẩy với lực kéo là giống nhau. Nhưng ở hai pha C và pha A này thì cái lực đẩy là lực ra ngoài này, lực kéo là lực vào trong này. Chúng ta thấy là cái lực đẩy, giá trị cường độ lực đẩy này, cái phần đẩy này giá trị lớn, còn cái phần kéo vào này, phần này rất nhỏ. Đúng không ạ? Phần này rất nhỏ. Như vậy lực đẩy ra lớn hơn lực kéo vào. Đấy là ở pha hai pha cạnh. Đúng không ạ? Pha ở giữa thì lực đẩy với lực kéo là giống nhau. Vậy lực đẩy với lực kéo này sau này có tác dụng gì, là sau này khi chúng ta muốn gá cái thiết bị này trên cái hệ thống ấy thì người ta phải quan tâm đến cái lực đẩy lực kéo để người ta gá cái dây dẫn này làm sao cho nó giữ được cái dây dẫn, tránh nó bị trường hợp nó đẩy ra. Đúng không ạ? Đấy là tác dụng của cái lực điện động. Phần cuối cùng của cái này là người ta đưa chúng ta cái khái niệm về độ bền điện động của thiết bị điện. Đúng không ạ? Thì cái độ bền điện động của thiết bị điện là như phân tích ở phần trên, chúng ta hai xét cả hai trường hợp là sự cố ở mạch 1 pha và sự cố ở mạch 3 pha, chúng ta đều dẫn tới một đặc trưng là cái lực điện động đạt giá trị cực đại tại thời điểm mà dòng điện ngắn mạch đạt cực đại, hay gọi là dòng xung kích. Nếu mà thiết bị mà chịu được cái lực điện động ở thời điểm dòng xung kích đó thì nó có thể chịu được mọi lực điện động có khả năng phát sinh trong quá trình ngắn mạch hay là trong quá trình làm việc. Do vậy mà dựa vào cái lập đó, người ta đưa ra khái niệm độ bền điện động là khả năng chịu đựng được điện động lớn nhất của thiết bị khi có dòng điện ngắn mạch xảy ra. Và dòng điện ngắn mạch lớn nhất chính là dòng xung kích. Do vậy người ta biểu thị độ bền điện động luôn bằng dòng xung kích. Đúng không ạ? Dòng xung kích. Và vì thế thì khi mà chúng ta lựa chọn thiết bị ấy, thì người ta sẽ bám vào công thức là gì ạ? Cái y xung kích đặc trưng cho cái khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch ấy, nó phải lớn hơn cái dòng điện ngắn mạch cực đại tính tại cái vị trí mà chúng ta lắp thiết bị. Đúng không ạ? Y xung kích là dòng điện xung kích cho phép của thiết bị, và y ngắn mạch mắc là dòng điện ngắn mạch lớn nhất tại vị trí lắp đặt thiết bị. Thì để tính y ngắn mạch mắc thì chúng ta dùng lý thuyết mạch chúng ta tính. Còn y xung kích là nhà sản xuất người ta cấp cho chúng ta rồi. Đúng không ạ? Do vậy chúng ta chỉ cần so cái y xung kích này với y ngắn mạch mà tính được. Nếu mà y xung kích mà lớn hơn nghĩa là chúng ta lắp được cái thiết bị ở vị trí đó. Còn nếu mà y xung kích nhỏ hơn là nghĩa là chúng ta không lắp được thiết bị ở vị trí đó. Đúng không ạ? Đấy là khái niệm về độ bền điện động của thiết bị điện. Và cũng là nội dung cuối cùng của cái bài 1.7. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta còn một thời gian còn lại chúng ta dành cho chúng ta trao đổi. Các bạn bật mic lên đi ạ. Bật cam lên đi. Các nội dung đầy bật cái cam lên rồi nhé. Thế giờ rồi. Nội dung đầy vừa trao đổi các bạn có vướng gì không ạ? Không à. Cần giải đáp gì không ạ? Em không hỏi đi. Hỏi gì không ạ? Hỏi đi.
Nếu không hỏi gì thì ta sang cái phần là... Em quấy đâu thì... Thích làm gì? Để điểm danh nhá. Tôi đọc bên ai thì các bạn có hộ cái để tôi tích vào đây nhá. Vâng ạ. Vũ Hoàng Dương. Có. Mông Tuấn Đức. Có không ạ? Có. Tuấn Đức có không ạ? Có thầy ơi. Tô Lê Việt Hưng. Có. Hà Đức Mạnh. Công Sơn. Bùi Phương Nam. Có. Phạm Tiến Đạt. Có. Bùi Phương Nam. Thế ơi. Bùi Phương Nam rồi, thích rồi. Phạm Tiến Đạt rồi. Nguyễn Ngọc Hoàn. Có. Có. Vâng, có. Hoàng Mạnh Long. Có. Hoàng Trọng Quang. Có. Phan Nguyễn Xuân Sơn. Có. Tường Thị Tuyên. Có. Triệu Hoàng Vũ. Có. Đào Thị Ngọc Ánh. Có. Cao Đoàn Bổng. Có. Trịnh Minh Chiến. Có. Nguyễn Tiến Công. Có. Hoàng Minh Đức. Có. Trần Việt Đức. Có. Lê Thị Hiền. Có. Dương Minh Hiếu. Có. Nguyễn Minh Hiếu. Dương Văn Hiệu. Có. Phạm Lại Quốc Hoàn. Có. Mai Việt Hùng. Có. Hoàng Đức Hải. Có. Nguyễn Đức Kiên. Có. Trương Chí Kỷ. Có. Trần Thảo Liên. Có. Lê Thị Loan. Có. La Văn Long. Có. Nguyễn Văn Long. Có. Nguyễn Bá Lưu. Có. Dương Đức Minh. Có. Nguyễn Văn Ngọc. Có. Đào Thị Hồng Nhung. Có. Đỗ Văn Phi. Có. Nguyễn Ngọc Quảng. Có. Hoàng Viết Sơn. Có. Trần Văn Sơn. Có. Dương Trung Thảo. Có. Đặng Văn Thắng. Có. Nguyễn Thế Thìn. Dương Thị Thúy. Có. Có. Phạm Minh Tiến. Có. Nguyễn Đình Tôn. Có. Nguyễn Đức Trung. Có. Đào Phương Tuấn. Có. Đào Ích Tùng. Có. Nguyễn Văn Tuyến. Có. Hoàng Tú Quyên. Có. Dương Quang Vinh. Có. Đào Đức Anh. Nguyễn Đình An. Có. Phạm An Khang. Có. Hà Thị Thương, Hà Thị Phương. Có. Vũ Xuân Viết. Có. Lê Thị Yến. Có. Nguyễn Xuân Quyết. Có. Nguyễn Trung Khang. Có. Đỗ Đức Thành. Có. Còn ai chưa điểm danh nhỉ? Thế thì có nhỉ? Mới làm 6 người, sao vào đây có tận 60 người mà. Thế nhỉ? Nguyễn Thế Thìn có. Thìn có thế. Thế Thìn à? Nguyễn Thế Thìn rồi. Ai nữa nhỉ? Đào Đức Anh rồi. Đào Đức Anh. Rồi. Còn ai nữa nhỉ? Quỳ trái ba. Nguyễn Minh Hiếu.
Trịnh Công Sơn, Hà Đức Mạnh, có à? Chẳng hết rồi. Bạn đợi chút nhá, tôi phải chụp lại cái màn hình đã. Anh em cười đấy. Ôi, cái background nó che hết người rồi. Các bạn có vướng cái gì thì các bạn có thể trao đổi trên Google Class nhá. Vâng ạ. Trao đổi gì thì bài tập thầy đã giao lên trên đấy rồi, thì sau khi kết thúc mỗi trường thì thầy sẽ giao bài tập lên trên đó. Các bạn nhiệm vụ các bạn làm vào trong vở các bạn nhá. Trong tất cả các câu hỏi đó, sau này thầy sẽ lựa một trong các câu hỏi đó để chúng ta làm bài kiểm tra. Kiểm tra thì khả năng là tuần 5 chúng ta sẽ làm kiểm tra, chắc là chúng ta sẽ dành một tiết hoặc hai tiết chúng ta làm bài kiểm tra. Theo một hình thức nào đó, có thể là làm ra vở hoặc là trắc nghiệm. Mình sẽ lựa trong một trong hai hình thức đó để chúng ta có thể làm kiểm tra, chúng ta lấy cái điểm thành phần nhá. Vâng. Và hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhá. Chào tất cả các bạn. Vâng. Chào thầy ạ. Em thầy ạ. Em thầy.